Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua khái niệm về nghiệp.
chúng ta đã phân loại về nghiệp, và trong phần phân loại về nghiệp thì cái phần thứ nhất ấy, thì chúng ta phân loại theo đạo đức tâm linh, có nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta tạo tác bằng cái suy nghĩ của mình, bằng cái lời nói của mình và bằng cái ứng xử của mình đó, thì nó được phân làm hai cái chiều nghịch nhau, tức là đi con đường đúng và con đường sai, con đường thiện hoặc là con đường bất thiện. Con đường mà nó đưa đến cái sự tiến hóa an lạc, và cái con đường thoái đọa đưa đến đau khổ. Thì tổng quát là tất cả những gì mà chúng ta đã hành xử qua ý, qua khẩu, qua thân thì nó đều nằm trong hai cái chữ thiện ác mà thôi. Bây giờ đi sâu hơn nữa thì khi mà cái hành xử ra cái nghiệp thiện hoặc bất thiện đó thì bao giờ nó cũng trổ quả. Như chúng ta biết là tất cả những cái pháp bất thiện thuộc về 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si đều trổ ra 7 cái quả bất thiện đây và bất thiện vô nhân đây. Còn tất cả những cái việc thiện của chúng ta, ta hành thiện đây, 8 cái pháp thiện đây đều trổ 8 cái quả thiện hữu nhân và 8 cái quả thiện vô nhân đây. Và những cái phần tiếp theo cũng vậy, tức là khi chúng ta tu thiền về sắc giới hay tu thiền về vô sắc giới thì nó đều có trổ cái quả hết. Do vậy trong cái quả mà nó trổ đó thì nó sẽ đưa cho chúng ta đi tái sanh. Thì tất cả những cái quả mà khi nó trổ ra đó thì nó trổ theo cái số lượng của nó, nhưng mà trong số những cái quả mà nó trổ sanh đó, nó trổ ra đó thì có quả đưa đi tái sanh. Có quả là nó hiệp lực. Thì cái quả đi tái sanh như chúng ta biết rồi đó, là ở cái pháp bất thiện này đó, thì cái quả đi tái sanh cho những người xuống các cái cõi khổ đây thì nó là có một tâm duy nhất, có một tâm quả duy nhất đưa đến tái sanh xuống 4 cái cõi khổ đó, là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cái tâm này đó tùy theo nó nặng hay nó nhẹ, tùy theo nó nhiều hay nó ít thì nó sẽ đưa tái sanh xuống 4 cõi khổ này. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm mà đưa đi tái sanh xuống những cái cõi khổ này đó là nó tích lũy do những cái pháp mà ô nhiễm trong tâm của chúng ta. Đó là cái tâm mà chúng ta dính mắc vào tất cả những gì chúng ta ưa thích, có nhiều cái dạng, nhiều cái cách thế khác nhau thì nó gọi là tâm tham. Và khi ngược lại đó, những gì chúng ta dính mắc vào, chúng ta mong muốn để đạt được, để cho mình hài lòng, mình toại nguyện, mình thỏa mãn, mà không được thì nó gây một cái trạng thái đối nghịch, những cái cảm xúc đối nghịch của nó, là cái cảm xúc không có hài lòng, khó chịu, bất mãn, có khi buồn, có khi tức, có khi thù, có khi oán, có khi hận, vân vân. Thì nó nằm trong hai cái tâm sân này đây. Và tất cả những cái điều này khi diễn ra đó là cái tâm chúng ta bị mê mờ, cho nên là suy nó sẽ xuất hiện trong cái trạng thái của cái tâm tham của mình. Và trong trạng thái của tâm sân thì si bao giờ cũng có mặt đó. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta gieo xuống mà nó sai đó, nó lầm lỗi đó, nó tội lỗi đó, thì đều chúng ta gieo xuống trong cái sự mê mờ của tâm. Còn khi tâm chúng ta sáng suốt thì không bao giờ những cái pháp bất thiện này nó có mặt cả. Cho nên là cái bổn phận và cái trách nhiệm đối với chính cuộc đời của mình đó, là làm sao cho cái tâm mình luôn luôn sáng suốt. Chúng ta ở thế gian đó, chúng ta được dạy dỗ và được giáo dục giống nhau đó, là chúng ta có trách nhiệm và bổn phận đối với người thân yêu của chúng ta, đối với xã hội và đất nước của chúng ta. Thì tất cả đó là những cái pháp thuộc về thế gian. Còn cái pháp mà thuộc về tâm linh đó, thì chúng ta trách nhiệm là làm thế nào để chúng ta được cái sự sáng suốt phát sanh thường trực ở trong tâm linh. Hai cái trách nhiệm nó rất là rõ ràng. Nhưng đôi khi chúng ta ở trong đời, chúng ta sống trong đời, chúng ta chìm trong cái cuộc đời này đó, thì chúng ta quên cái trách nhiệm cao quý của mình đó, là làm cho mình được sáng suốt. Bởi vì lục dục ngũ trần đó, nó đã làm cho mình đắm đuối ở trong đó. Rồi cái dính mắc
nhất của mình đó là cái luyến ái đối với người thân của mình, cái luyến ái đối với những gì mình tạo tác ra được, ví dụ như tài sản của mình, công danh sự nghiệp của mình, chúng ta bị dính vào trong đó mà chúng ta quên lãng cái trách nhiệm lớn nhất và cao quý nhất chỉ có thể đó là tốt nhất ở trong cái kiếp người đó, là làm thế nào để tâm trí chúng ta luôn luôn sáng suốt. Thì cái điều đó không phải ai cũng có thể mà làm được hàng ngày, và cũng không phải là ai cũng biết cái điều này để mà quan tâm chú ý cho nó. Chúng ta lo đến cái sự thịnh suy, sự mất còn, sự khen chê, sự có hay không có ở những cái pháp thế gian, nhưng chúng ta không quan tâm đến cái sự sáng suốt ở trong tâm của mình. Và đó là một cái thiếu sót lớn nhất trong cuộc đời của mình. Và đó là thiếu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình, và thiếu cái tình thương đối với chính bản thân mình. Chúng ta chỉ lo nghĩ đến người khác, nghĩ đến những cái việc thuộc về cái đời sống thế gian này, mà chúng ta quên thương cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta quên chăm sóc cái viên ngọc mà nó lấp lánh trong tâm chúng ta đây. Chúng ta dùng những cái pháp thế gian, chúng ta che khuất nó lại, và chúng ta làm cho chúng ta đó đi trong tâm tối. Và vì vậy đó, nếu mà hàng ngày trong cái đời sống chúng ta không có săn sóc cái trí tuệ về tâm linh, thì có nghĩa là chúng ta giao phó cái cuộc đời của chúng ta đó cho những cái pháp bất thiện mà chúng ta bị che mờ. Thì như vậy, bây giờ mà ra đi của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ ra đi bằng cái sự u tối đó. Và khi mà chúng ta tái sanh, thì cái sát na mà cái kiết sanh thức nó phát sanh lên đó, thì chính là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì chúng ta mới đi xuống các cái cõi khổ này. Tùy theo cấp độ, tùy theo tạo tác, tùy theo cái thói quen mà chúng ta sẽ là cư dân ở những cái xứ sở đau khổ này. Và nhất là khi mà ở thế gian này mà chúng ta đó là cái người mà bị lệ thuộc vào cảm xúc của mình nhiều chừng nào, thì cái khi chúng ta tái sanh, chúng ta sẽ chịu cái nô lệ những cái cảm xúc đó tiếp theo. Và đây là một lần nữa sư cô nhắc lại, bởi vì đây là một cái pháp tu rất là tinh tế. Những cảm thọ khởi lên thì nó là những cái cảm thọ có điều kiện, tức là đủ duyên thì nó khởi sanh lên. Nhưng cái mà mình tạo cái nghiệp á, nó nằm ở chỗ là mình xử lý những cảm thọ này ra sao. Và phần lớn là chúng ta cảm thụ đó, chúng ta hưởng thụ đó, và chúng ta thưởng thức nó. Và chính vì cái cách ứng xử đó mà từ cái cảm xúc này chúng ta đã tạo nghiệp, và nó biến thành những cái nghiệp cảm, và nó chiêu cảm trong cái đời sống. Khi chúng ta tái sinh ở bất cứ đâu, thì chúng ta sống trong cái hoàn cảnh nào, thì cái chiêu cảm đó nó nối kết để mà nó nảy sinh ra một cái cách ứng xử mới. Và cái ứng xử mới này nó chồng chất cái nghiệp, và nó phát xuất từ trong cái bản tánh của mình, để từ cái bản tánh đó mình tạo tác thêm nhiều hay ít. Mà mình thiếu cái sự soi sáng này, và chỉ có cái pháp tu thiền tứ niệm xứ của Đức Phật mới dạy chúng ta một cái phương pháp để mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy biết và chúng ta soi sáng nó. Cái đó là cái trách nhiệm mà chúng ta làm cho cái trí tuệ tâm linh của ta được phát sinh trong từng giờ, từng phút, từng giây. Đó là cái trách nhiệm lớn nhất của chính cái cuộc đời mình. Tình thương lớn nhất trong chính cái cuộc đời của mình, mình quên cho mình những cái điều đó. Mình chỉ ban bố ra, mình chỉ nối kết ở bên ngoài. Đó là cái sự lệch lạc mà chúng ta đã không phân biệt được thế nào là cái pháp thế gian và thế nào là cái pháp thuộc về tâm linh. Hay nói rõ hơn đó là chúng ta không hiểu thế nào là pháp tục đế và thế nào là pháp chân đế. Thế nào là nó một cái hiện tượng pháp và thế nào nó là cái bản thể pháp. Những cái pháp thuộc về tâm linh này đây, nó chính là bản thể pháp, mà nó đã là cái người chỉ huy điều động tất cả những cái hiện tượng pháp ở thế gian này. Còn chúng ta không thấy điều đó. Chúng ta chỉ thấy tất cả những hiện tượng, chúng ta chạy theo những hiện tượng, nối kết những hiện tượng, bị những hiện tượng này bao vây,
và chúng ta không có soi sáng được trong cái tâm của mình. Vì cái chỗ đó mà chúng ta đây đó phải chịu đau khổ. Và khi đau khổ rồi đó, chúng ta không biết xử lý như thế nào để ra khỏi cái đau khổ của mình. Và chúng ta chồng chất lên là rối càng thêm rối. Cũng giống một cái con gà vậy đó. Nó bớ. Rồi đó là nó mới dính vào trong một cái cuộn chỉ. Khi dính cái đầu tiên trong cái ngón chân của nó không biết cái cách nào để mà nó lấy ra. Thành ra nó cứ kéo, rồi nó kéo đi, rồi cái tay này nó kéo trở lại để nó làm cho ra. Nhưng mà nó càng kéo càng rối, càng kéo càng vấn đề. Vì chúng ta không có cái cách thức để mà chúng ta thoát ra khỏi những cái mà chúng ta gọi là cái bất hạnh trong cái đời sống của mình. Vì chúng ta không có cái thói quen soi sáng tất cả những gì đang diễn ra, mà chúng ta mắc kẹt ở cái chỗ đó. Khi những gì diễn ra thì những cái cảm xúc nó khởi lên đi kèm với là những cái trạng thái thuộc về cảm thọ, thì chúng ta vướng mắc vào trong những cảm thọ đó. Tức là khi chúng ta xử lý những cảm thọ đó thì chúng ta làm chồng chất lên bằng cách đó là chúng ta hưởng thụ nó, hoặc là chúng ta bị nó điều động mình. Chính vì vậy mà chúng ta rối rắm không có đi ra được. Thì như vậy tất cả những tâm đều đưa đến cái quả thì đi tái sanh. Cái thứ hai nữa là một cái tâm quả đi song song với nó là cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì những người này đó là có phạm giới trong tiền kiếp và những cái giới nặng, đặc biệt là thuộc về giới thứ nhất, tức là giới sát. Thành ra những người này đó tạo rất là nhiều những cái phước thiện cho nên nó mới được tái sanh làm người. Nhưng mà cái vết tích của ác nghiệp đó, nó còn ghi dấu lại nơi cái sắc thân này, cho nên là những cái chúng sinh này đó là bị tật nguyền từ trong bụng mẹ. Cái tật nguyền này làm cái dấu ấn về cái việc mà đã phạm giới, phạm giới nặng và giới sát. Nhưng mà khi phạm cái giới này rồi đó thì người này biết và có sám hối và có làm rất là nhiều những cái điều tốt. Và do cái phước báo mà đã sám hối, đã làm được rất nhiều điều tốt đó, người này được tái sanh làm người. Nhưng mà những cái dấu vết về cái nghiệp sát đó nó còn in hình lại trong cái sắc pháp không có hoàn chỉnh này, cho nên là nó thiếu phước ở cái chỗ đó. Cho nên khi những người mà bị những cái tình cảnh đó, mà khi có cái phước báo đó, ông bà cha mẹ hoặc người thân biết đó, hiểu mà nâng đỡ đó, thì người này rất là giỏi. Nhưng mà nếu như không hiểu biết đó, thì lại là bị mặc cảm về cái bất hạnh của mình, thì những cái đó nó đè nặng xuống. Có khi tủi cực, và có khi người khác ứng xử không khéo thì nó lại xảy ra cái ác nghiệp tiếp theo. Cái kế tiếp là đây là tất cả những cái pháp thiện mà chúng ta đã tạo tác ra được. Thì khi mà chúng ta tạo tác ra được, nó trổ 8 cái quả thiện này, thì đặc biệt là 8 quả thiện hữu nhân này đều đưa đi tái sanh cả. Và 8 quả thiện mà hữu nhân này nó đưa chúng ta đi tái sanh ở 6 cái cõi trời dục giới đây, 6 cõi trời dục giới, và tái sanh ở cõi người, người nhị nhân, người tam nhân. Ra cái trình độ về tâm linh á, nơi mỗi người nó khác nhau, là do sanh ra làm người đều có trí tuệ về tâm linh, nhưng người bị ngăn che ít, người bị ngăn che nhiều. Người nào mà giới gìn giữ được, hành giới được, có tu tập, thì cái trí tuệ về tâm linh này nó được khai mở, nó sáng suốt. Và cái phước báu cho cái người này đó là tất cả những cám dỗ ở thế gian này đó, người ta nhận ra được và người ta vượt qua được, thì đó là dành cho người tam nhân. Còn cái người nhị nhân thì phải là đấu tranh, phải vất vả, phải là coi như được cái sự trợ duyên nhiều, thì có cái qua được, có cái không có qua được. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng là bất cứ mình làm cái gì, trong suy nghĩ của mình, trong cái lời nói năng của mình, trong tất cả các cách ứng xử của mình, khi mình vừa nghĩ xong, mình vừa nói xong, mình vừa ứng xử xong,
Thì trong lúc nghĩ, trong lúc nói, trong lúc ứng xử đều có trổ quả hết. Cái trổ quả nó nằm trong tâm. Nó chờ cái giờ để câu thông. Cũng như cái người mà nó có cái ý xấu nó ở trong cái nhà mình rồi đó, thì nó cứ phục kích ở trong cái nhà mình. Nó chờ cho bên ngoài đó biểu nói bây giờ phải lấy cái món gì để tàn hại cái người chủ nhà, cách nào để mà nó trộm cướp sạch đó, thì nó bên trong nó sẵn sàng để nó chờ cái đối tượng móc nối. Cũng như trong nhà mình có một cái người tốt, thì khi mà mình có cái hoạn nạn gì xảy ra thì cái người tốt này móc nối được với những người tốt, kết nối được thì cái điều tốt này sẽ nâng đỡ mình, thì nó phục kích từ bên trong. Tức là khi cái suy nghĩ chúng ta, cái lời nói chúng ta, cái hành động chúng ta, khi mà chúng ta tạo quả đúng thì có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái quả tốt nó trữ sẵn ở bên trong, và có những cái quả xấu nó cũng trữ sẵn ở bên trong. Dùng cái chữ trữ đây đó, nó có cái nghĩa như thế này. Nó có nghĩa là trong cái sở hữu tưởng chúng ta, nó là những cái thuốc thiên, những cái viên. Nhưng mà cái bản chất của nó vẫn là sinh diệt, nhưng mà nó nối kết. Tức là cái người thứ nhất này chết thì để lại tài sản cho người thứ hai này chết để lại tài sản người thứ ba, người thứ ba chết để lại cho người thứ tư. Tức là từng thế hệ của nó đi qua, nó đi như thế. Chứ còn cái bản chất mà sinh diệt của nó vẫn là sinh diệt, nhưng mà nó truyền được. Bởi vì nó có một cái điểm tiếp cận này, có cái điểm tiếp cận giữa cái thế hệ một này với thế hệ hai này, nó có cái điểm tiếp cận ở đây. Cho nên khi nó chết thì nó truyền vào đây. Cho nên chúng ta nhớ là khi cái tâm tử mà nó khởi sanh lên đó, thì trước đó, đó nó phải bắt cái cảnh rồi nó mới tử. Thì cái cảnh mà nó bắt để cho tâm tử tái sanh đó, thì cái cảnh này khi mà cái tâm quả tục sinh đó, thì nó khởi lên là nó bắt cái cảnh này, nó mới đưa đi tái sanh. Thì quý vị thấy nó nối kết chưa? Nó nối kết giữa cái tiền kiếp và cái hiện kiếp, nó nối kết rồi. Cái này cũng như thế này nè. Ví dụ như là một cái màn hình, khi nó hiện ra một cái hình ảnh của những người đang ca hát hoặc là đang diễn xuất hay là đang phát biểu cái gì đó, thì chúng ta thấy nó bình thường, cũng như là mình đang ngồi và nói với nhau đây. Nhưng mà thực chất của nó là những cái hình ảnh đó nó nhảy rất là nhanh, nó đưa ra cực nhanh rồi nó mới nối được cái hình ảnh đó. Quý vị hiểu cái này chưa? Thì là khi cô dùng cái chữ trữ đó thì không có nghĩa là như một cái kho chứa chết, không phải là chết đứng ở trong cái chỗ đó, mà nó được ghi nhận lại như những cái thước phim. Những cái thước phim này nó có thể chiếu. Thì vì vậy cho nên á, là bất cứ một cái kiếp nào chúng ta tái sanh lên, thì đụng trong cái hoàn cảnh sống 24 tiếng đồng hồ đó mà chúng ta ứng xử đó, thì đều những cái đó đều có thể nối kết được. Cái kho chứa đó nó đều có thể hoạt động, nó đều có thể nối kết được thôi. Thì như vậy, cái đó là cái mà những cái quả nó đưa đến đi tái sanh. Thì chúng ta nói một cách rất là tổng quát là tái sanh ở cõi nào, trục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và khi tái sanh như vậy đó, là nó tái sanh ở cái nơi mà là cái điểm nổi bật của nó là cái cảm thọ, nó đi theo cái nghiệp cảm của mình. Tức là do cái nghiệp mình tạo ra, nó có mang cái cảm xúc tình cảm trong đó. Tức là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ không lạc không khổ, tức là cảm thọ xả. Thì những cái cảm thọ này, cái lúc mình đi tái sanh á, thì mình tái sanh ở cõi nào, nhưng mà trong cái cõi đó đó, do những cái cảm xúc về thọ lạc, thọ khổ, thọ xả này mà chúng ta tái sanh ở một cái cõi thích hợp đó. Và đây là cái chỗ mà nếu như trong cái hiện kiếp này chúng ta thường xuyên gặm nhấm cái nỗi buồn của mình, kéo dài những cái hờn giận của mình, kéo dài những cái bất mãn của mình, thì cái đó đó là chúng ta đang tập để sống với thế giới của đau khổ. Và khi như vậy thân huệ mạng chung, thì những cái mà chúng ta đó nuôi dưỡng sai lầm ở trong tâm chúng ta đó, nó sẽ đưa chúng ta đi tái sanh vào trong các cái cõi súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục, tùy theo cấp độ. Và nó đó, cái dạng của nó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
thì những cái chúng sinh nào nó có cái tâm na ná như mình, giống như mình vậy đó, thì nó sẽ tụ tập với nhau lại và nó hình thành một cái thế giới, một cái cõi sống. Thì chừng đó cái giá trả không có lường được. Cũng như sư cô nói với quý vị, khi mà người ta phạm cái ác nghiệp ở thế gian này, người ta cứ nghĩ rằng là bây giờ nó làm cho mình không chịu đựng được thì mình giết nó, thì bất quá là nhà nước bắt được tử hình là xong. Ta nghĩ rất là đơn giản vậy đó, chấp nhận mạng đổi mạng để cho nó bớt đi những cái bức xúc của mình đi, thì nó thỏa mãn cái sự tức giận của mình. Cái đó là cái tâm tối của cái tư tưởng ma vương trong cái sự thù hận tức giận của mình. Nên mình làm sai. Và khi mà nhà nước bắt á, mà hỏi cung mà đưa ra tòa, đó là cái giai đoạn dễ chịu, không có vấn đề gì. Nhưng mà khi vào ở trong tù và gặp những cái người mà họ cũng là có cái nóng nảy, rồi họ cũng phạm những cái tội nặng như mình đó, giam chung với nhau, thì chừng đó á, những cái tâm này là nó có cái điều kiện nó mới nổi lên, thì mới biết là vào trong cái thế giới đó người ta sẽ ứng xử ra sao. Thì cái địa ngục nó nằm ngay trong cái chỗ mà bị giam nhốt cùng với những người mà có cái hành xử đó giống như mình, thì mới thấy là cái tù ngục ở thế gian này nó khủng khiếp đến giường này, chứ không có đơn giản như người ta nghĩ đâu. Cho nên là khi mà cái thế giới tâm linh á, khi mình đọa xuống những cái khổ cảnh này, thì chính trong những cái khổ cảnh này nè, người ta phải sống với nhau và ta phải ứng xử với nhau đó, bằng một cái cách thức mà mình quen sử dụng như thế trong chính cái đời này. Nghiệp là thói quen mà. Quen nuôi dưỡng những cái nỗi buồn, quen nuôi dưỡng sự thù hận, quen nuôi dưỡng cái sự tức tối, sự bất hạnh của mình, thì tất cả những cái đó là những cái tập khí để cho chúng ta có thể nối kết với cái thế giới của đau khổ. Phải nhận cho ra cái điều này, thấy rõ cái điều này để chúng ta giải quyết sớm, thì giữ lại cái được cái sự quân bình ở trong tâm, sự bình yên trong tâm mình phải tái lập trở lại. Còn nếu chúng ta không có tái lập, chớ trách ai cả. Chứ cô nói là cái tâm mình như thế nào thì nó sẽ câu thông như thế đó. Mình hướng về những điều thiện để làm thì tâm mình nối kết với nó. Còn mình đi đường lệch lạc thì nó sẽ nối kết với sự lệch lạc. Rất rõ như thế, chúng ta sẽ khảo sát ngay chính những cái hoạt động trong tâm của mình thì chúng ta thấy rõ. Thì như vậy, chúng ta đang học tới cái phần mà thuộc về quỷ khổ đây, tức là phần B. Thì trong cái phần quỷ khổ thì cô cũng có chi tiết ra để cho quý vị nắm. Thật ra đây là một cái thế giới nó rất là rộng lớn, nhưng mà kinh điển thì nói có giới hạn thôi. Tại vì cái thế giới này nè, tự người ta sẽ học cái bài học. Cho nên những cái chúng sinh trong cái thế giới này chỉ nghe được cái pháp âm mà thôi. Chứ là khi Đức Phật giảng pháp, thì cái pháp âm mà giảng ra từ cái tâm từ bi và trí tuệ của Đức Phật, cho nên là nó tạo ra một cái từ trường mát mẻ, nó trong sáng nhẹ nhàng, thì những cái chúng sanh này đó người ta hưởng được cái đó, người ta tiếp nhận được cái đó. Còn cái mà để người ta có thể hiểu được cái lời truyền đi trong cái pháp âm đó thì người ta chưa có thể thấu hiểu được. Bởi vì khi người ta đi vào trong cái cõi khổ thì cái phần trí tuệ nó bị ngăn che rồi, cho nên người ta tiếp thu rất là chậm. Và có khi người ta tiếp thu đó nó lệch lạc là do lúc người ta ghi nhận nó, cái sở hữu tưởng người ta nó không có thể nào ghi nhận được. Giống như là cái phim đó nó bị rổ rồi, thì bây giờ đưa vô những hình ảnh là nó bị khúc xạ hết, nó không có thể nào nó trung thực được cả, nó bị che khuất. Người ta hưởng được cái pháp tâm. Nhưng chúng ta làm người có cái trí tuệ thì chúng ta có cái khả năng tiếp thu nhiều hay ít, nó ra làm sao là cũng do cái nghiệp của mình, do mình tạo tác ra thì nó mới sanh ra cái quả nghiệp đó. Thì
chúng ta đi vào cái phần này. Và trong cái phần quỷ khổ này đó, thì hôm nay chúng ta đang đi vào cái phần bản chất của ma vương. Thì trong bản chất của ma vương đó, chúng ta tìm hiểu trong cái kinh Tương Ưng mà nói về ác ma thì rất là nhiều bài lặp đi lặp lại, thì chúng ta cố gắng rồi chúng ta nghe, chúng ta hiểu để chúng ta thấy sự đa dạng của nó. Và sư cô nói rằng là tất cả những cái phần mà trình bày đây đó là nó là cái phần rất ít. Còn cái hoạt động của thế giới này đó, trong cái tam giới thì nó lớn lắm, nó mạnh mẽ lắm và nó sống động lắm. Nhất là trong cái thời kỳ mà ở trên cái thế giới này, trên cái quả địa cầu này, những chúng sinh trong cái quả địa cầu này đó, là làm cho những cái lửa thuộc về tham sân si của mình hừng hực bốc cháy, thì nó nối kết với những cái thế giới của đau khổ này đó rất nhanh, rất nhanh, và nối kết bằng con đường. Cho nên khi con người ta sống mà không có giữ giới, từ cái chỗ sống không giữ giới đó, cái tâm nó thuộc về quế nhiễm, thì nó sẽ kết hợp với này. Cho nên đó, trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta có nói là sao mà họ làm những cái chuyện đó dễ sợ quá. Chuyện này của ma, của quỷ chứ không phải của người. Thì đó là người ta làm với cái tâm của ma vương, ta đi vào con đường lệch lạc mà ta không thấy. Mà rõ ràng là mình đã thấy là cái chuyện người ta làm là cái chuyện ma quỷ. Thì như vậy nó đi từ cái tâm sai lạc, cái tâm này nó kết nối với ma vương. Như vậy thế giới đó họ nói với nhau, để đã xấu càng thêm xấu, đã ác lại càng thêm ác. Cho nên nói là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Đi con đường tốt thì không đi, mà lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đó là do mình. Chúng ta nhớ vậy. Rồi lần trước đó là chúng ta học tới cái phần con sư tử. Bây giờ hôm nay chúng ta tới cái phần số 3 là phiến đá. Tức là chúng ta đã học phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai. Phẩm thứ hai thì chúng ta có phần thứ nhất là hòn đá. Cái số 2 đó là con sư tử. Bây giờ phẩm thứ ba, cái phần thứ ba trong cái phẩm hai đó là phiến đá. Cái phẩm này nhắc lại cái việc mà Đề Bà Đạt Đa đó ở trên cái triền núi đó lăn cái đá xuống để mà chấm dứt cái sự sống của thầy mình là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Chúng ta nhìn nhé, đây là vị đã tu đắc thiền sắc giới và có thần thông rồi, thì thấy chưa? Nhưng cái trí tuệ về tâm linh vẫn bị che mờ. Làm sao mà một đấng toàn giác mà có thể dễ dàng để cho một cái người phàm phu hại như vậy? Nhưng ta vẫn là như vậy. Cái người này đâu phải là người thường đâu. Cái người đã đắc thiền định và đã có thần thông rồi, thấy rõ chưa? Nhưng mà cái khi mà cái hận thù, cái tham lam của người ta, người này là vì tham, tham cái địa vị của thầy mình, muốn có cái quyền lực như thầy mình, mà che mờ cái đó để đi giết thầy của mình. Cho nên không phải đắc cái thiền định đắc giới rồi mà người ta có thể ly tham được. Ly tham được một phần thôi, còn những cái quế nhiễm ở bên trong nè vẫn còn đây. Và khi người ta muốn có một cái quyền lực thì những cái này nó sẽ đi ra, và vậy nó sẽ chiếm hữu hết. Tâm người ta sẽ bị đen tối. Cho nên chúng ta tu thì nó thu gọn lại, nhưng mà nếu
chỉ cần mà sơ hở, không có dùng giới để mà rào nó lại thì nó bung ra rất nhanh. Và nó cái quế nhiễm nó tràn lạc rất nhanh. Như vậy nó mới đi xuống địa ngục được chứ. Còn không đâu đi xuống địa ngục được. Rồi cái người này giết thầy mình. Một kẻ phản thầy thì không thể nào mà nói rằng mình đi con đường đúng cả. Và mình đi con đường tiến hóa cả. Nhưng mà Đức Thế Tôn không có chết. Nhưng mà đứng về mặt cái cảm thọ về thể chất, nó gây nên cái thương tổn về cái thể chất là con. Chúng ta nghe. Một thời Thế Tôn ở thành Vương Xá tại khu vườn Nai. Lúc bấy giờ chân Thế Tôn bị phiến đá gây thương tích. Thế Tôn cảm xúc khốc liệt, toàn thân đau đớn, nhói đau, đau nhức mãnh liệt, không thích thú, không vừa ý. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không để tâm tư buồn nản. Trong cái phần này đó, khi mà diễn tả bằng cái ngôn ngữ mà chế định đó, thì có những cái chúng ta sẽ hiểu lầm. Nhưng mà thực chất để sư cô diễn tả thế này, là khi một cái vị Phật thì chúng ta hiểu rằng đó, là cái vị Phật này đó, thứ nhất là nó còn cái nhục thân này, tức là cái sắc thân này với đầy đủ các cái sắc pháp. Mà trong các cái sắc pháp này đó, nó làm bằng bốn yếu tố. Đầu tiên là tứ đại, và sau đó là các sắc y đại sinh. Và đứng về mặt mà coi như tâm pháp á, thì tâm cái vị này hoàn toàn trong sạch rồi. Trong khi đau khổ, chúng ta chia ra làm hai. Nó thuộc về đó, nó gọi là cái đau khổ mà nó diễn ra đó, là nó ở nơi cái thân bệnh, diễn ra nơi tâm bệnh. Tâm bệnh thì có cái pháp quế nhiễm, nó là tham, sân và si. Còn cái thân bệnh á, có nghĩa là tứ đại không điều hòa. Thì chúng ta thấy một cái vị Phật là không có tâm bệnh rồi. Không có tâm bệnh. Bây giờ về thân bệnh á, thì tứ đại không điều hòa là bởi vì khi cái bàn chân của mình bình thường, bây giờ có một cái vật thể nó tấn công vào, nó làm thương tổn, thì nó sẽ gây nên cái trạng thái là cái tứ đại này nó không có điều hòa, thì nó tạo nên cái cảm giác nó gọi là đau đớn. Đau đớn. Đau đớn toàn thân. Ngay chỗ đó nhiều nhất, nhưng mà đau đớn toàn thân. Thì đối với một cái vị Phật đó, khi mà nó có một cái sự tổn thương về thể chất như này, nó cũng nằm trong cái quả nghiệp. Thì người này nè, sử dụng nè, sử dụng cái mà nó thành tựu rồi đó, là chánh niệm và cái tỉnh giác này, để mà soi vào trong cái tứ đại này, thì những cái cảm giác mà thuộc về đau đớn này nó sẽ đi qua. Tức là nó lúc đó là cái thiền đó, là nó hành cái thừa nhiệt pháp niệm thân, để xem lúc đó, đó cái hoạt động của tứ đại nơi này ra sao. Mà đối với chúng ta thì chúng ta tập, cho nên lúc được lúc không. Còn đối với một cái vị mà đã thành tựu thành Phật rồi, thì cái đó nó là bình thường. Nó vừa có thương tổn, là cái nhìn là về cái sự tổn thương trong cái thể chất này nè, để nhìn thấy cái tứ đại nó là đương nhiên. Cho nên những cái cảm thọ mà gọi là đau đớn khốc liệt này đó, là nó chỉ là một cái trạng thái nó khởi lên và nó bị cắt, nó đi qua rất là dễ dàng. Cho nên cái ngôn ngữ này diễn tả nó chưa có nói được hết. Và chúng ta có cảm tưởng như là lúc đó Đức Phật cực kỳ đau đớn. Không, trạng thái mà tứ đại không có điều hòa để gây nên cái sự bức xúc, nó đưa đến cảm thọ đau đớn, là cái trạng thái đó phải khởi lên. Nhưng mà vì đây là một cái vị Phật, thì cái chánh niệm tỉnh giác nó thuộc về cái giống như là mình
tự nhiên vậy, chứ không có cái gì phải có cố gắng cả, là luôn luôn nó sẽ hướng về cái chỗ đó và nó giải cuộc cho em. Cho nên người ta miêu tả đây là miêu tả một cái trạng thái cảm xúc để cho mình thấy. Nhưng đối với một cái vị Phật thì những cái trạng thái này nó không có ở lâu được. Nó vừa tới một cái là cái cách nhìn này nó đã quá giải hết rồi, không có trở ngại gì cả. Cho nên không phải hại một vị Phật mà hại dễ. Rồi ác ma đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này với Thế Tôn. Sau ngày uể oải nằm hay tìm thơ tìm vận, phải chăng việc sai biệt không chờ đợi ngài làm, phải một mình cô độc trên ghế giường nằm ngồi với gương mặt ngái ngủ sau ngày ngủ như vậy? Tức là do cái thương tổn về cái thể chất này, có thể là Đức Phật nghỉ ngơi. Bởi vì lúc đó cái thực tế là khi bị vào cái chân nghĩa thì cái việc di chuyển nó phải khó khăn, có thể mình ngồi xuống tại chỗ đó và hành trì như vậy để cho tất cả những cái này nó đi qua. Thì khi mà ngồi nghỉ như vậy đó thì ma dương nó nhân đây để tấn công. Và tại sao ông là một cái vị Phật mà có cái trạng thái uể oải? Vì chúng ta hiểu rằng đó, khi mà cái thân định có nghĩa là pháp bất thiện khởi sanh, là ông quỷ quẻ như vậy ông đâu phải là Phật. Rồi ông ngồi đó mà ông nghĩ mông lung, hay là ông làm thơ, hay là ông tìm vần điệu, ông tìm tứ thơ, ông mơ mộng à? Tức là phóng dật à? Là ma dương chỉ trích của Phật. Và như vậy đó, là rồi ông đó là trên ghế giường, trên ghế là trên giường là nằm ngồi với gương mặt ngái ngủ, thì có nghĩa là ông đang không những phóng dật mà ông còn có hôn trầm và thụy miên ở đây nữa. Thì cái cách thức này đó chứng tỏ rằng ông chả có gì là Phật à. Một cái tai nạn xảy ra để làm cái thương tổn về cái thể chất, thì vị này đang quán chiếu để mà chuyển cho tất cả những cái thứ nó bình thường. Thì trong lúc tập trung vào như thế này thì ác ma xen vào để mà chỉ trích, mà nói rằng đây là một cái cách thế, một cái hiện tượng của một cái người phóng dật, của một cái người mà coi như là cái tâm á là nó không có yên ổn, nó là hôn trầm, nó là thụy miên, nó là mộng mơ, nó là phóng dật, đây là kẻ phạm phu. Bây giờ chúng ta nghe Đức Phật trả lời này. Ta không uể oải nằm, ta không tìm thơ tìm vận, mục đích của ta đã đạt, đâu có sầu muộn gì. Một cái vị Phật mà, một vị mà đã trong tâm mình đã đạt được tất cả những sự thành tựu thì đâu có mộng mơ gì để mà tìm vận tìm điệu, và cũng đâu có cái gì để gọi là uể oải. Bởi vì những sự uể oải đó nó là một cái hiện tượng mà nó thuộc về cái thân mệt mỏi, nó kèm theo một cái trạng thái về tâm, đó là cái trạng thái giải đãi. Thì một vị Phật không có cái điều. Cũng như là lần trước sư cô có nói gì, là trong thế giới của chư thiên không có già, không có bệnh. Bởi vì sao? Vì cái thế giới chư thiên đó người ta đâu có ăn uống để mà cơ thể người ta phải phóng quế ra ngoài. Người ta muốn ăn cái gì thì cái đó nó hiện ra, mình ta vừa trông thấy là cái cơ thể ta đầy đủ rồi. Cho nên không có tiểu tiện, không có đại tiện, và không có cái mùi hôi từ con cơ thể đưa ra, và không có cái tuổi già. Cái người nữ ở cái tuổi 15-16 thì nó cứ trẻ mãi ở tuổi 15-16, còn cái người nam thì tuổi 19-20 thì nó cứ 19-20 nó cứ khỏe mạnh, nó cứ trẻ trung. Một cái vị chư thiên ở cõi dục thôi còn được như vậy, huống chi đây là cái vị Phật. Cho nên Đức Phật nói là mục đích của ta đã đạt được rồi, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi rồi, thì ta không có gì phải uể oải cả. Đâu có sầu muộn gì, ta nằm ngồi một mình trên ghế giường vắng lặng, yên tĩnh ta nằm ngủ, tâm từ ta thương chúng sinh, những kẻ ngực bị đâm, hỗn hển tim dồn dập, vẫn tìm được giấc ngủ, dầu bị thương tích nặng, sao ta lại không ngủ?
Như vậy Đức Phật nói là tất cả những ai mà bị những cái bệnh thuộc về thân, đặc biệt những bệnh về thương tích bị người ta đâm chém, thì người này nghỉ ngơi là cái giấc ngủ để giúp cho người này phục hồi. Thì ta là một cái vị Phật, ta có bị thương tổn cái vết thương về chân, thì cái chuyện mà ngồi yên đó để mà thanh tịnh lại, hoặc là để nghỉ ngơi, hoặc là có đi vào trong cái giấc ngủ của một cái đấng toàn giác, thì cái đây không phải là cái hôn trầm và thụy miên. Bởi vì như chúng ta đây là cái người mà phàm phu đây, mà khi chúng ta học để tu thiền, thì trong cái pháp mà tu thiền nằm của chúng ta, trước giờ đi ngủ chúng ta hành thiền nằm trong 5 phút đó, thì trong cái 5 phút đó trước khi đi ngủ thì chúng ta vẫn nói là ngủ, 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 tức là cho phép mình ngủ. Và khi thức dậy thì hành thiền chúng ta cũng nói mình là thức, thức, thức. Vì vậy chúng ta đã tập cái gì? Tập ngủ trong tỉnh thức. Thì Đức Phật là cái người không phải tập ngủ trong tỉnh thức, mà bao lúc nào ngủ cũng tỉnh thức cả. Vì hiểu chưa? Đây là một cái trạng thái mà người ta giống như bình yên và vắng lặng, chỉ có thế thôi, chứ không phải là như ác ma nghĩ. Vì ác ma không đạt tới cái trạng thái này, không hiểu được cái trạng thái này, cho nên hiểu cái người khác qua những gì mình có. Cái đây là cái mà chúng ta nhớ nha. Cái đây là cái mà chúng ta bây giờ chúng ta tái sanh lại làm người đó, mà chúng ta bị người ta nói xấu mình, người ta nói những cái điều mà mình không có làm như vậy mà người ta vẫn nói. Mà ai cũng bị, không phải là chỉ có một người bị thôi. Là do đó, khi chúng ta hiểu những cái đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc đây, thì chúng ta hiểu bằng cái vốn liếng của mình. Chứ hiểu chưa? Chứ không phải là chúng ta hiểu như cái mà nó đang hiện ra. Chúng là ta không hiểu nó như là nó đó, mà chúng ta hiểu nó do cái tầm nhìn, cái tầm hiểu của mình. Và vì vậy mà chúng ta không hiểu hết được người khác. Chúng ta không có đánh giá chính xác về người khác. Chúng ta không có đánh giá hết tất cả những cái chiều sâu của mọi sự kiện. Bởi vì chúng ta hiểu nó qua cái tầm hiểu biết của mình. Cho nên ác ma vương đây đó là nhìn cái cách thế của Đức Phật và hiểu theo cái riêng tư của mình. Từ cái hiểu đó mới nói lên cái sự đánh giá của mình về cái vị Phật. Bởi vì vị này chưa phải là Phật, làm sao hiểu cái tâm Phật nó như thế nào. Cho nên hiểu người khác qua cái tâm của mình. Chúng ta nhớ cái điều này để chi? Để mình thận trọng. Mình bớt được chút nào hay chút nào. Chúng ta hiểu tất cả mọi thứ qua vốn liếng của mình. Kể cả khi chúng ta học Phật Pháp đây, không phải tất cả những người ngồi đây đều nghe là hiểu giống nhau hết. Mà chúng ta hiểu theo cái trình độ của mình, theo cái kiến thức của mình mà chúng ta hiểu. Cho nên một ngày khi cái kiến thức của chúng ta mở rộng ra, cái sự tu tập chúng ta mạnh hơn, thì cái hiểu chúng ta sâu sắc hơn. Và nhớ cái điều này, nhớ rõ ràng vậy, để cho cái đời này chúng ta tập giảm bớt chừng nào tốt chừng đó, giảm bớt nhiều nào tốt chừng đó. Cho nên mới nói cái người mà ngồi lê đôi mắt, cái người mà buông cái chuyện người này qua chuyện người khác, mà trong kinh có nói rằng đó là những người mà đem lửa trong nhà mình để ra ngoài, rồi đem lửa của nhà này rêu qua nhà khác, rồi đem lửa những nhà khác ra đem về nhà mình. Thì những cái đó đều là pháp bất thiện, và gây nên á những cái mà chúng ta nói thuộc về những cái lời nói mà ngày hôm nay nè chúng ta đều bị đó, là người ta nói những điều không đúng về mình, người ta nói sai về mình mà ta nói y như thiệt. Và lần trước đó, sư cô có nói với vị nghe, đây là cái chuyện có thật, có kể qua rồi, không có kể sâu về chuyện của người ta. Là cha mẹ ruột làm ăn rất là lương thiện nuôi con, bây giờ nó hư quá rồi, nó không những bài bạc, không những gái trai mà nó còn hút sách nữa, thì nó về nó cứ đào tiền thôi. Mà nó đào á, nó không phải là đào 500 một triệu đâu, nó đào từ cái giá mà cả 100 triệu trở lên không á, thì ông bà là kiệt quệ cho nên là không có đáp ứng nó. Thì bắt đầu từ đó đó, nó dựng lên, nó nói rằng là cha mẹ nó là cái người xấu xa như thế này, cái người làm những cái việc này, nó nói khủng khiếp lắm. Và nó không biết là những cái lời nói của nó đưa về đâu.
Điều đó là chuyện của nó. Nhưng mà sư cô nói chuyện của hai ông bà này, thì sư cô nói cái chuyện của hai ông bà này đó, cái quả nghiệp ngày hôm nay đó, chính cái đứa con ruột của mình, mình nuôi nó bằng sự lương thiện của mình, ngày hôm nay nó ngược lại tất cả những điều đó. Nó tố cáo những cái chuyện mà coi như là mình cứ là cứ trố con mắt ra, mình không biết nó nói ai nữa đó. Nhưng mà chính là nói mình. Thì sư cô nói cái quả này là cũng do nơi mình, khi mình nhận định tất cả mọi vấn đề là mình nhận định bằng cái tầm nhìn của mình, nhưng mình phán quyết rằng đây là một cái sự thật, thì cái đó là chúng ta bằng cái khẩu nghiệp chúng ta gieo xuống cái sự bất hạnh cho chính đời này. Cho nên chúng ta hiểu vậy để chúng ta thận trọng. Thành ra ác ma khi xúc phạm đến Đức Thế Tôn là do cái tầm nghĩ, tầm nhìn của mình tới đó, cho nên mình nhìn nói như vậy đúng theo cái sự nhận xét của mình, và nó hết mức cho sự hiểu biết của mình rồi, nhưng không thể hiểu biết được điều Phật. Cho nên chúng ta coi trong cái kinh Pháp Cú có một cái người đó là bất cứ ai mà chết, người này gõ vào, nhất là được cái đầu lâu người này gõ vô đó, thì biết người này tái sanh về đâu. Và Đức Phật khi muốn độ cho người này mới cho người đem cái đầu lâu tới, thì ông gõ hoài, gõ hoài không biết ông về đâu cả. Thì cuối cùng đó ông bó tay, ông nói từ hồi đó giờ đó ông không bao giờ ông thất bại ở cái chỗ là không biết người này về đâu. Nhưng tại sao người này bây giờ ông gõ hoài không biết? Thì Đức Phật nói làm sao ông biết được? Tại người này đã chấm dứt sinh tử luân hồi. Nam là ông hiểu được, ông chỉ hiểu trong cái luân hồi đó người này tái sanh về cõi nào thôi. Còn cái người đã chấm dứt luân hồi, cho nên gõ hoài vào trong cái xương này thì không có thể nhìn thấy được là người này tái sanh về đâu. Cho nên nói như vậy để chúng ta hiểu gì? Chúng ta hiểu biết có giới hạn. Và tất cả những sự việc nó diễn ra thì nó có quy luật của nó, nó có những cái đặc trưng của nó mà chúng ta không thể nào hiểu hết. Thì chúng ta bớt cái sự phán đoán lại, chúng ta bớt cái sự phán quyết lại. Thì tất cả những cái sự phán quyết của mình, cái phán đoán của mình, cái kết luận của mình chỉ là gieo khổ cho mình mà thôi. Vì cái tầm hiểu biết, cái sự hiểu biết của mình nằm trong cái phạm vi của mình mà thôi. Chúng ta không có sử dụng cái đó để mà quyết đoán về người khác. Thì như vậy Đức Phật nói là tại sao ta không ngủ? Rồi đây, khi không bị thương tích, khi thức không âu lo, khi ngủ chẳng sợ hãi, ngày đêm không khởi lên phiền não bận lòng ta. Thì Đức Phật nghỉ ngơi mà, khi không có thương tích cũng có giờ nghỉ ngơi, mà có thương tích cũng có giờ nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi của vị Phật là để cho quân bình một chút xíu thôi, chứ còn đứng về tâm là không có một cái sự náo loạn nào, không có sự bất bình thường nào. Thì tại sao lại là ác ma lại dùng cái điều này để chỉ trích một cái vị Phật mà ngủ nghỉ như một cái người phàm phu? Người phàm phu biết tu tập rồi đó thì cũng không có phải là cái giấc ngủ mà nó là cái hôn trầm thụy miên hoàn toàn đâu. Không phải vậy. Ta không thấy tai hại một chỗ nào trên đời, do vậy ta nằm nghỉ với tâm từ thương chúng sanh. Thì như lần trước sư cô có nói rồi, suốt ngày đêm thì Đức Phật là cái người làm việc, so với chúng ta là Đức Phật làm việc nhiều nhất. Ngài thì đi giảng pháp tế độ cho tứ chúng, hoặc là cho tất cả những cái chúng sanh nào có duyên với Đức Phật. Ban đêm là cái công việc làm việc trên cõi chư thiên, có khi ở trong hương thất đó, ngồi thiền đó tĩnh tâm, nhưng mà đã phân thân đi giảng pháp ở chỗ khác. Cho nên làm việc liên tục. Bởi vì có nhiều người mới nói rằng là mất ngủ là lo sợ, mất ngủ xong làm việc. Chính mình bệnh là do mình sợ mất ngủ sanh bệnh, bắt nguồn từ cái suy nghĩ đó. Còn mình nghĩ rằng nếu không ngủ được mà mình không có cái gì lộn xộn trong cơ thể mình thì cứ làm việc. Bây giờ nó không ngủ thì cho nó đi dọn dẹp nhà cửa. Nó không thích dọn dẹp nhà cửa thì cho nó nghe pháp. Nó không thích nghe pháp thì cho nó thiền. Nó không thiền thì cho nó niệm Phật. Không, nó không thích niệm Phật thì cho nó trì kinh. Nó làm một hơi rồi đấy thì nó thấy rằng thôi vậy đủ rồi, thì nó đi nghỉ ngơi vậy thôi.
Thành ra chúng ta không có phí phạm cái thời giờ để mà lo sợ hảo huyền. Và nên nhớ rằng đó, tất cả những kết luận của ông thầy thuốc mà nói rằng mỗi người phải ngủ 8 tiếng cho nó đủ thì nó đúng với một cái số đông. Nhưng mà không phải tất cả ai cũng đúng như vậy. Khi cần thiết thì chúng ta ngủ con số đó cũng được, mà ngủ ít hơn cũng được, mà có khi nào mệt mỏi nhiều ngủ nhiều hơn chút cũng không sao. Cái quan trọng là chúng ta ngủ rồi chúng ta ngồi dậy chúng ta có sức khỏe hay không. Cho nên không phải là cứ nói ô chưa đủ 8 tiếng nằm ngủ một chút xíu nữa, cái đó là sai. Hãy mở mắt ra tỉnh rồi đi được. Khi nào thấy buồn ngủ, ngủ. Không có lệ thuộc vào đó. Và khi mà Đức Thế Tôn trả lời vậy thì ác ma biết rằng là Đức Thế Tôn đã thấy mình rồi, cho nên là ác ma biến mất. Bây giờ chúng ta sang tới cái câu chuyện thứ 4 là tương ưng thích nghi. Tương ưng thích nghi. Một thời Thế Tôn trú ở Kosala tại làng Bà La Môn tên là Ekasala. Lúc bấy giờ xung quanh Thế Tôn có đại chúng cư sĩ đoanh vây đang thuyết pháp. Rồi ác ma suy nghĩ, Sa môn Gotama này xung quanh có đại chúng cư sĩ bao quanh và đang thuyết pháp, vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama và làm mờ mắt đại chúng này. Tức là không thể làm mờ mắt Đức Thế Tôn được, cho nên là mờ mắt hết đại chúng. Rồi ác ma đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này với Thế Tôn, thật không chút thích hợp để Ngài giảng dạy mọi người giữa người thượng kẻ nghịch, chứ hành nghề đứng giữa. Rồi Đức Thế Tôn giảng pháp thì Ma Dương mới nói rằng là người thì ý này, người thì ý kia, người ý nọ. Ông mà đã thành Phật rồi thì không thích hợp ở chỗ mình đứng chính giữa, mình làm vui lòng người này, vui lòng người kia, vui lòng người nọ. Giảng cái đôi vô ích. Ma Dương nói vậy. Tức là hội chúng ta đến nghe đó, người thì thuận, người thì nghịch, người thì ý này, người ý nọ. Ông đứng chính giữa để ông vuốt ve đó, làm cho người này, người kia vui vẻ, hài lòng. Làm cái đó không được. Thì chúng ta nghe Thế Tôn trả lời. Với tâm từ, thương tưởng, bậc giác ngộ dạy người, giữa người thuận kẻ nghịch, Như Lai chơn giải thoát. Thì Đức Phật có nói rằng, khi Đức Phật là với cái tấm lòng của một bậc giác ngộ, với cái tình thương, cái đại từ, đại bi, đại trí tuệ của bậc giác ngộ, thì cái lời pháp của Đức Phật ban ra thì nó giúp cho những cái kẻ đi con đường sai đó thấy rõ mà điều chỉnh lại, giúp cho con người đi đường đúng đó thì lại phát triển cái đúng của mình lên, chứ không có gia vuốt ai hết. Cho nên không có phải là như ác ma nói. Bởi vì chúng ta hiểu thế này, một người mà cái tâm ý nó không có vững vàng thì bao giờ đó mình sống trong cái gia đình của mình hoặc là giữa cái hội chúng, mình đều muốn làm vui lòng người khác. Để chi? Để cho được vui vẻ với nhau. Và mình cũng không muốn người ta chỉ trích mình, người ta nói xấu mình, người ta ghẻ lạnh với mình. Nên bao giờ mình cũng muốn làm vui lòng người khác. Nhưng làm sao mà vui lòng người khác được? Người muốn này, người muốn kia, người muốn nọ, mà con mình sanh ra hai ba đứa nó cũng muốn đủ thứ ý hết. Làm sao mình có thể là làm vui lòng người khác được? Mình không có làm vui lòng người khác mà làm điều đúng. Mình chỉ làm điều đúng thôi thì nó sẽ vui lòng những ai đi con đường đúng. Và những ai không đi con đường đúng, nếu người ta có phước báo thì người ta điều chỉnh lại. Người ta không có phước báo thì người ta phải đi con đường của người ta. Không thể khác hết. Cho nên mình làm cha làm mẹ mà mình nuông chiều những cái điều sai trái cho con đó, đó là mình tạo cái nghiệp xấu, không phải là nghiệp tốt. Thí dụ bây giờ thưa cô nói nè, quý vị đến chùa, có những cái chùa quý vị đến muốn gì cũng được, sai ta cũng chịu, để cho mình đến chùa thôi. Còn có những chùa không phải vậy, ta không chấp nhận cái điều đó. Và ta hướng dẫn, ta nói mình phải trong cái nề nếp này. Thì thường những cái chùa đó người ta ghét, không có tới. Tại khó quá, người ta không tới.
Nhưng mà rồi với thời gian rồi đó thì mình sẽ biết là nếu như người ta buông lỏng cho mình vậy đó, là mình đến chùa tạo phước hay tạo tội, mình có hiểu không? Và như vậy một người ta dẫn dắt mình vào một cái khuôn phép thì mình sẽ rất là khó chịu, mình không có chấp nhận, mình bực bội lắm. Nhưng mà cái đó lợi cho mình về cái con đường tâm linh hay hại cho mình thì phải nhìn ra điều đó. Cho nên tất cả những cái gì tốt cho mình đó, bao giờ cũng phải có sự hợp tác của mình. Một người thầy thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân phải hợp tác với thầy thuốc. Thầy thuốc nói nghỉ ngơi thì chúng ta nghỉ ngơi. Thầy thuốc nói uống thuốc đúng giờ, phải uống thuốc đúng giờ. Phải kiêng cử cái này thì phải nghe lời thầy thuốc, tức là phải có sự hợp tác thì chúng ta để đuổi cơn bệnh đi ra. Thì đứng về mặt tâm linh cũng vậy. Nếu chúng ta thấy điều gì tốt cho hợp tác, con người chúng ta sở dĩ được tiến hóa là nhờ chúng ta có học hỏi, có đào luyện, được sự rèn luyện và tự mình rèn luyện, thì khi chúng ta có sự hợp tác đó chúng ta mới tiến hóa. Còn không đó, tâm chúng ta là một con ngựa hoang dã, nó muốn cái gì thì nó muốn đi đằng nào cũng được, muốn lên trời xuống đất gì cũng được hết, nhưng cái hậu quả đó tự mình phải trả giá lấy. Cho nên cái phước mình sinh ra lập được làm người đó là mình được rèn luyện, và bản thân mình tự rèn luyện và hợp tác vào trong cái chuyện được rèn luyện đó thì mình mới lên được, còn không không lên được. Cho nên quý vị thấy một cái vị Phật là Ngài Ca Diếp này, dạy đệ tử, là tâm của một cái vị Phật mà dạy đệ tử thì quý vị thấy là đầy đủ để tình thương yêu và trí tuệ. Nhưng mà nó thù, nó đập hết đồ dùng của Ngài, nó đốt luôn liêu gốc của Ngài này. Thì thôi, Ngài không còn đồ dùng nữa, Ngài không còn lưu cốc nữa, thì Ngài ôm cái bình bát này để đi ở dưới gốc cây cũng được. Nhưng mà cái số phận của cái người đó là cái số phận của địa ngục. Cho nên mình có cái phước báo trước những cái điều tốt mình hợp tác. Còn nếu mình không có đầy đủ phước báo đó, thì trước cái điều tốt mình đối nghịch rồi. Cho nên phải coi cái tâm của mình. Vì vậy cho nên là ác ma đã biết rằng là Thế Tôn biết rõ rồi, cái lời nói của ác ma là chỉ đúng cho cái suy nghĩ của ác ma thôi, chứ nó không có phải là nó như là cái việc làm của một cái Đức Thế Tôn, nó không phải có cái khe hở để cho ác ma có thể chỉ trích được. Sư cô nhớ có một cái người đó có phát biểu thế này, phát biểu mới nói rằng là đạo Phật hay đạo gì cũng vậy, thì mình cứ tính ở trên thế giới này cái gì nó cũng có tương đối mà thôi, cho nên nó cũng phải có cái xác suất sai của nó. Chứ cô nói là đây là một người lý luận chung chung, trước khi mình nói cái gì mình phải nghiên cứu sâu nó mà hãy đi đến kết luận. Thì trong một trong những cái vấn đề mà thuộc về cái chân lý tâm linh của thế gian đó, cái trí tuệ của đấng toàn giác á, không có cái chỗ nào có cái xác suất sai trong đó. Lần trước sư cô có nói với quý vị trong cái quyển mà chúng ta thoát thai về đâu, mà một cái ông bác sĩ về nhãn khoa của người Nga đó đã nghiên cứu rằng là cái hình vẽ mà từ trong con mắt này nè, vẽ theo cái lập trình của computer mà do ông tạo ra, thì cái độ chính xác của nó 100%, không có một cái xác suất nào sai hết. Tức là khi mình sinh ra bằng cái tâm quả tục sinh của mình để nó cấu tạo nên cái thân thể này là quả nghiệp của mình đó, thì một cái bộ phận đó là con mắt của mình, người ta biết cách người ta đo thì nó đã hiện lộ chính xác 100%. Như vậy cái trí tuệ về tâm linh của đấng toàn giác không có xác suất sai. Chỉ có chúng ta tiếp nhận không đến thôi, chứ không có xác suất sai. Chúng ta hiểu không hết thôi. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 5 là ý. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại chùa Kỳ Viên, nơi khu vườn của ông Cấp Cô Độc. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ như vậy: mọi hành tung của ý là bẫy sập trên không, chính với bẫy sập ấy ta trói buộc lấy Ngài,
này vị sa môn kia, ngài chưa thoát khỏi ta. Như vậy là ác ma có nói nè, mọi hành tu của ý, thì cái chữ ý đây mà ác ma muốn nói á, là nó nằm trong cái tham sân và si, tức là cái ý bất thiện. Thì ác ma nói là tất cả những cái hành tung của ý á, thì nó là một cái bẫy, nó nằm trên hư không. Thì bây giờ ta có thể tóm lấy không? Bởi vì đó, ông nằm trong cái bẫy sập của ta rồi, thì này ông Sa Môn, ông không thể thoát khỏi tay ta. Nhưng mà ác ma đâu có biết rằng đối với bậc chánh đẳng chánh giác, đối với một cái vị A-la-hán thì đâu có còn cái ý xấu nữa, rửa sạch hết, cái mùi vị không còn. Bởi vì chúng ta biết cái đạo là làm sạch, mà cái quả là nó làm cho tinh khiết. Làm sạch sao mà tinh khiết sao? Thì sư cô nói rằng thí dụ như bây giờ đây là cái ly, chúng ta rửa sạch rồi, tức là không thể nào còn cái chút bợn nhơ nào hết. Nhưng có những cái nó dính trong cái ly này, đó là cái mùi. Ví dụ như bây giờ đây là cái hũ mà quý vị đựng mắm hoặc đựng chao lâu ngày đó, quý vị rửa thật sạch rồi nhưng cái mùi nó vẫn còn, đúng vậy không? Thì bây giờ đó, khi mà đạt được cái đạo á, thì cái đạo á nó có cái năng lực á, là nó tẩy hết tất cả mùi. Cho nên nó cái trước là cái sạch mà cái sau nó là tinh khiết. Thành ra đối với một vị Phật đâu còn những cái ý này nữa. Và ác ma nói vậy là ý của ác ma thôi, chứ không phải là chính xác như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn trả lời này: sắc thanh hương, sắc thanh vị hương xúc, làm tâm ý ưa thịt, ưa thích, ta không ưa muốn chúng, ta vượt thoát ngoài chúng. Này kẻ tử ma kia, ông đã bại trận. Tức là mắt tiếp xúc với cảnh sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, và thân tiếp xúc với sức chạm, thì không có một cái gì mà làm cho một cái vị Phật còn dính vào trong chỗ đó hết. Không còn cái gì gọi là ưa thích cả. Mà khi đó bất cứ một sự tiếp xúc nào đó thì vị này nhìn rất rõ. Chúng ta nên nhớ rằng cái nhìn, cái thấy biết rõ, thì cái sát na đó không thể nào có sự dính mắc được. Cho nên là khi một cái gì nó khởi lên đây, sắc thanh hương vị xuất phát, khi nó khởi lên thì cái ngũ song thức này khởi lên. Ngũ song thức này á, nó năm cái thức thiện hoặc là năm cái thức bất thiện, thì chúng ta còn vướng ở đây, còn vướng ở đây, nó khởi lên và nó đi theo một dải nói cho đến cái chỗ này, cái phân đoán này, thì nó nằm ở như lý tác ý hoặc là phi như lý tác ý. Tức là chúng ta soi thấu được thì nó là như lý tác ý, tức là nó là pháp thiệt. Còn khi chúng ta không hiểu được nó, mà chúng ta hiểu lệch lạc hoặc chúng ta hiểu không tới, hiểu mơ hồ, thì nó là pháp bất thiệt. Thì như vậy đây nó tạo tác liền năm thức này. Thì chúng ta nên nhớ rằng đối với một cái vị Phật thì tất cả những cái quả mà thuộc về năm cái thức bất thiện và năm cái thức thiện này, nó không có khởi sanh được. Vì sao vậy? Vì vị này đã luyện tập thì chánh niệm tỉnh giác này, nó là thiện trí. Mà thiện trí này là thiện trí này, nó thuộc về trí tu. Do đó mà nó đâu còn cái bợn nhơ nào nữa đâu. Hết rồi, nó xoay mà. Nó xoay rồi. Cho nên là khi có một cái sự việc nó xảy ra, khi có cái sự việc xảy ra, thì cái nhìn của chúng ta khi mà nhận định về nó đó, cái tầm nhận định này nó đưa đến cái sự hiểu biết đúng hay sai. Từ cái sự hiểu biết đó, nó dẫn tới cái ứng xử. Còn đối với một cái vị Phật thì khi người ta nhìn vào cái sự việc xảy ra đó, là cái chánh niệm tỉnh giác vốn là bản chất. Chứ nó không phải là sự tập luyện.
chúng ta đây còn tập luyện. Còn những người không có hiểu biết, không có tập luyện thì nó lại là đi theo cái tập khí của mình. Còn cái này là một cái vị Phật thì không có tập luyện nữa, mà nó là thuộc về cái bản chất. Cái bản chất nằm, nó nằm trong cái thiện trí, mà nó ở cái đỉnh cao của nó là nó thuộc về trí tu chứ không phải trí tự. Mà cái trí tu này á, là cái trí tu nó đã hoàn thiện rồi, đã xong việc rồi, giống như một cái khí cụ này hoàn chỉnh rồi, chỉ có sử dụng mà thôi, thì làm sao có cái chuyện này xảy ra được. Cho nên mới nói rằng tất cả những cái ngũ dục này nè, nó không có còn làm nhơ bợn trong cái tâm của một cái vị Phật nữa. Nhìn vô là thấy biết. Bởi vì khi mà nhìn những cái này đó trổ sanh lên để cho năm cái thức này khởi đó, là nó thụ động theo con đường trổ quả. Và khi nó trổ quả ra, vị này nhìn là biết nó từ đâu ra mà. Chúng ta nhớ không? Túc mạng minh, rồi thiên nhãn minh. Thấy rõ hết tất cả mọi thứ nó xảy ra đã từ đâu, gốc nguồn của nó đâu, nó bắt nguồn từ cái việc gieo cái nhân gì, và nó trải qua trong bao nhiêu kiếp, và bây giờ nó tự hình như thế này, là nó tự hình như thế nào, và bây giờ cái cách ứng xử này nó đi về đâu đều biết hết. Đâu còn gì để nói. Còn chúng ta thì khi biết được, khi biết không được, khi biết rõ chút xíu, khi còn lờ mờ, thì những cái ứng xử của chúng ta vẫn còn nằm trong cái sự thu tóm của ma dương. Bây giờ tới cái số 6 là bình bát. Cái này chúng ta lướt qua được, vì lần trước chúng ta có học rồi. Lúc bấy giờ Thế Tôn trú ở Sa Vết Thí đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về năm thủ uẩn, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các tỳ kheo hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư lắng nghe giáo pháp. Rồi ác ma suy nghĩ, Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về năm thủ uẩn, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư lắng tai nghe giáo pháp. Vậy ta hãy đến Sa môn Gotama và làm mờ mắt các tỳ kheo ấy. Không làm mờ mắt được Phật thì làm mờ mắt các tỳ kheo. Lúc bấy giờ có nhiều bình bát được đặt ra ngoài trời để phơi cho khô. Rồi ác ma biến thành con bò đực và đi đến các cái bình bát ấy. Một tỳ kheo nói với tỳ kheo khác: này tỳ kheo, con bò đực này sẽ làm bể các bình bát hết. Khi nghe nói như vậy thì Đức Thế Tôn nói với tỳ kheo ấy như sau: này các tỳ kheo, nó không phải là con bò đực, nó chính là ác ma muốn đến mờ mắt các ông. Và Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói lên bài kệ cho ác ma. Thì chư tăng ngồi đó nghe Đức Phật giảng pháp thì y bát là phơi ở bên ngoài. Bây giờ ác ma nó muốn làm cho sao động cái hội chúng nghe pháp thì mới biến thành con bò đực đó, đi càng vào trong cái chỗ mà phơi bình bát đó. Thì chư tăng mới chỉ nhau mới nói: rồi cái con bò đực này vô nó làm bể bình bát hết, đặng nhốn nháo mà ra ôm bình bát vô. Nhưng mà Đức Phật trông thấy mới nói rằng không phải là con bò đực, nó là ác ma, nó sẽ cố tình hủy hoại cái đó. Cho nên Đức Phật mới nói cái bài kệ cho ác ma nghe: sắc thọ tưởng hành thức, cái ấy không phải tôi, cái ấy không phải của tôi. Như vậy đây là ly tham, ly tham vậy thì tâm an, mọi kiết sử được đoạn tận, dẫu tìm ở mọi xứ sở ma quân không gặp được. Sắc này đó là sắc pháp, các cái này là danh pháp. Tất cả những cái sắc pháp này đó, nó quy tụ thành từng nhóm cho nên gọi là sắc uẩn. Những cảm thọ này nó cũng đi từng nhóm cho nên gọi là thọ uẩn. Tưởng cũng vậy, hành cũng vậy, thức cũng vậy. Thì chúng ta xem đây, sắc uẩn thì chúng ta gồm đây: mỗi người đều có tứ đại là 4, và 26 cái sắc y đại sinh nữa là 27. Thì vậy nó gọi là sắc uẩn, là cái nhóm. Thì cái này đó,
là tất cả những chúng sinh có cái thân mà có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì đều cái sắc thân này đó nó đều có cái hệ thống của nó đầy đủ tất cả các căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thì trong thân có hệ thần kinh để cho ý nó có thể di chuyển lên cái thần kinh đó. Thì như vậy khi mà chúng ta thấy tất cả những cái loài không có giống mình mà có đầy đủ ngũ căn, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là những cái chúng sinh. Bởi vì những cái nhóm là những nhóm thuộc về sắc, là những nhóm được về danh, thì nó kết hợp với nhau thành chúng sinh. Bởi vậy mà sư cô mới nói đạo Phật trong cái từ bi của nó có cái trí tuệ rất là rõ ràng. Con cá có mắt không? Con ếch có mắt không? Con lươn có mắt không? Con rắn có mắt không? Con bò, con heo có mắt không? Có tai không? Có mũi không? Có lưỡi không? Có thân không? Có xúc chạm không? Có ý không? Có. Vậy chúng ta đang ăn thịt mà người mà. Cho nên trong kinh á, có nói rằng là có bốn hạng người khổ. Thì người khổ thứ nhất là người khổ có cái hình thể của súc sinh. Hình khổ thứ hai đó là trong cái quỷ khổ này đó, thì đó là người mà nó có cái tướng trạng của quỷ, của ma, bởi vì nó hiển lộ cái tâm của nó, nó xấu ác, nó ngu muội, nó bị che khuất, cho nên nó hiện ra dưới những hình ảnh không có đẹp đẽ chút nào cả. Cũng như khi bình thường đây cái mặt mình dễ thương, lúc mình nổi điên lên thì cái mặt mình mặt ma mặt quỷ đó, nhìn thấy ớn lắm. Cho nên mình phải hiểu là tâm nó sinh tướng. Thì như vậy rõ ràng rằng là tất cả những cái tướng trạng này nó hiện ra, thì cái sắc thân của mỗi người nó tạo tác là do cái tâm quả của mình. Hả, mình tạo như thế nào thì cái tướng của mình nó hiện ra thôi. Và đặc biệt trong cái sắc thân của mình có hệ thần kinh. Nó quan trọng ở chỗ là tất cả sự di chuyển về mặt tâm thức của chúng ta, cái con đường của nó là con đường của hệ thần kinh. Cho nên khi chúng ta phạm giới thứ năm, có nghĩa là cái hệ thần kinh chúng ta đó bị ngâm tẩm ở trong rượu, trong ma túy, trong sắc dục vân vân, trong tất cả những gì người ta thọ hưởng đắm chìm đó, thì người ta ngâm cái bộ thần kinh người ta vào đó. Thì khi mà ngâm vào đó, nó bị những cái xú uế trong đó nó thâm nhập vào, thì chúng ta sẽ mang đi trong nhiều đời nhiều kiếp, và nó sẽ có những cái hình hài khác nhau để nó phù hợp cho đó. Như vậy về mặt danh uẩn đây, thì chúng ta có thọ uẩn nằm đây, ở đây xúc thọ. Và chúng ta nên nhớ rằng ngày cũng như đêm, kiếp này sang kiếp khác còn trong luân hồi, thì tất cả những chúng sinh này đã chịu cái ảnh hưởng về những cái cảm thọ cực kỳ quan trọng, là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Chi tiết thì sư cô đã giảng rồi. Bây giờ tới cái tưởng. Tưởng nằm đây, xúc thọ tưởng. Cái tưởng này nó có cái khả năng ghi nhận, nó có khả năng ghi nhớ, nó có khả năng lưu trữ. Rồi cái cách lưu trữ đó, sư cô nói đó là những thước phim. Những thước phim. Và đặc biệt những cái thước phim này đó, với thời gian nó không có bị rêu mốc, nó không bị hư hại. Nhưng mà khi chúng ta đã đem những cái thước phim đó ra đó, là do chúng ta có những cái bao bì, bao bì đó bị hấp mốc, bị hư hại. Cái bao bì đó là chúng ta bị ngăn che về trí tuệ, cho nên chúng ta thấy không đúng về tiền kiếp của mình, hoặc chúng ta không chấp nhận. Chúng ta nói không có, không tin, không có, không chấp nhận. Đó là do chúng ta bịt mắt, chúng ta không thấy gì hết, cho nên chúng ta phát biểu nhiều. Còn nói vẫn hiện diện tươi rói như mấy ngày đầu, như vừa xảy ra. Cho nên một cái vị Phật khi nhìn về cái tiền kiếp của mình thì thấy rõ. Cho nên sư cô mới nói là vì sao mà chỉ có một người trên thế gian này mới là thuyết pháp được thôi, người đó là vị Phật, mà đặc biệt là đấng toàn giác. Bởi vì khi mà mình có cái phước mình gặp cái vị Phật đó, vị Phật nói cái gì thì mình thấy trong tiền kiếp mình làm đúng y chang vậy, không cần phải có biện minh gì cả, không có chối cãi gì, mình thấy như mình đang làm như thế.
nó tươi rói như vậy đó. Cho nên mình biết rằng tất cả những gì mình phạm giới đều che mình. Khi cho nên chúng ta không tin, chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Chứ còn cái năng lực của nó, năng lực của sở hữu tưởng, nó ghi nhận được, nó ghi nhớ được và nó lưu trữ được. Mà nó còn có một cái khả năng đó, phóng tới. Đây là cái hiện tượng nó đang diễn ra, nó ghi nhận rồi thì nó trở thành quá khứ. Hiện tại nó tiếp tục ghi nhận rồi nó trở thành quá khứ, nhưng nó còn có khả năng phóng về tương lai. Đó là đặc biệt của cái sở hữu tưởng. Và khi nó phóng về tương lai thế, nó có thể phóng đi một cái con đường mà nó có thể mường tượng ra và nó có sự chính xác. Nhưng có khi đó là những ảo vọng, có khi đó là những cái vọng tưởng, có khi đó là những cái loạn tưởng, có khi đó là những hoang tưởng. Những cái này diễn ra rất nhiều. Tại sao có cái phóng về trước mà nó mường tượng và sau này cái sự việc nó diễn ra như vậy? Là bởi vì đó, trong cái tiền kiếp nó đã từng xảy ra rồi. Và bây giờ người này muốn tái lập lại, và cái phước duyên những cái điều lành đó nó có thể diễn ra trong cái đoạn này, cho nên nó mường tượng được. Vì chúng ta nhớ rằng đó, là tất cả những cái suy nghĩ, những cái việc làm của mình đó, thì cái tâm phân đoán nó nằm đây đó, là nó luôn luôn nó mở cái cánh cửa về ý môn của nó. Cánh cửa về ý môn của nó là nó nằm trong cái hộ kiếp. Và hộ kiếp này nó là tâm quả, nó là tiền kiếp của mình, cho nên nó nối kết lại. Chúng ta không có ngạc nhiên gì. Cho nên khi mà mình có phước báo, những gì mình nghĩ sắp tới mình sẽ làm như vậy thì mình thành công. Mình làm như vậy mình thất bại thì phước báo mình đầy đủ, mình nghĩ sao đi chăng vậy. Còn khi mình không có đủ phước báo là do mình phạm giới, cho nên ma đưa lối, quỷ dẫn đường, mà mình tưởng tượng ra nó tốt mà nó thành xấu. Này quý vị, khi người ta chọn cái người hôn phối của mình thì trong cái hiện tại này người ta tìm hiểu, người ta thấy biết, thì những cái phần mà nó kết nối về cái đau khổ đó, người ta không nhìn ra, người ta nhìn ra cái tịnh tướng của nó mà thôi. Và người ta phóng về một cái tương lai, khi mà chung sống với nhau thì người ta sẽ sống như thế này, ta nhìn thấy cái tịnh tướng của nó thôi. Người ta không thấy cái bất tịnh tướng của nó ẩn chìm ở bên trong. Phải đến khi xảy ra rồi đó, có khi nó rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra luôn. Che phước lực. Và cái phước báo mình không có đủ, cho nên là cái tưởng của mình đó, nó đi vào cái sự sai lệch. Nó nằm trong cái phước báo. Cho nên thí dụ như mình đi học nha, học chữ nghĩa thế gian và học pháp, cái phước báo đó, mà nó phát sanh ra đó, thì cái chức năng của sở hữu tưởng này đó, nó ghi đâu ghi rõ đó. Người ta nói rồi nhớ liền, nói là không sao. Pháp thế gian cũng vậy, pháp học về cái giáo pháp Đức Phật cũng vậy. Mà cái phước mình không đủ nó ghi vô trật ra, hoặc là ghi rồi nó quẹo chỗ khác. Thành ra khi mình lặp lại đó, lặp lại không đầy đủ, có khi lặp lại sai lệch. Mình đi vô trong cái thiền viện, ta hướng dẫn mình tu vậy đó, chứ không phải là mình nghe đúng và mình thành đúng đâu. Thì có khi mình sai đó, mình đổ thừa cho cái người hướng dẫn của mình sai, nhưng thật sự do cái thiền. Cho nên đó, là khi mình làm cái gì á, mình lại chịu khó mình ghi chép lại. Đây là cái kinh nghiệm của sư cô khi mà làm cái luận án đầu tiên, là cái luận án về cao học đó. Sau đó là cái luận án nhỏ về phó tiến sĩ, rồi một cái luận án về tiến sĩ đó. Thì khi làm như vậy đó, bao giờ mình cũng phải có viết nha. Rồi với thời gian mình đọc lại tất cả những gì mình ghi nhận, mình đều có phiếu, mình ghi nhận hết, mình lập đàng hoàng. Thì với thời gian đó, mình mới biết rằng cái tưởng mình đó, nó cái độ chính xác của nó bao phần. Và khi mình rèn luyện đó, cái tưởng của mình đó, là bao giờ mình học cái gì đó, mình phải chịu khó mà nghiên cứu cho nó đầy đủ, để cho nó chính xác, thật chính xác rồi mới ghi xuống. Còn cái gì không chính xác thì ghi xong rồi đặt cái dấu hỏi để đó, và cái ký hiệu dấu hỏi này là phải xem lại.
cực kỳ thận trọng vậy đó thì mới rèn luyện được cái tưởng đi. Còn nếu không á thì cái tưởng này á nó dẫn chúng ta nó là phiêu lưu không biết bao nhiêu thứ. Mấy lần trước sư cô có nói thế này, mình làm việc chung với người khác, khi mình nói thế này ta hiểu cái khác, mà không phải một lần hai ba lần vậy biết được, biết người này không có đủ phước báo, cho nên cái tưởng dẫn người ta đi sai. Và một trong những cái điều mà làm cho cái phước báo của mình nó bị sa sút ở chỗ này, chỗ này là quý vị quan sát nha, là quý vị thấy sư cô nói đây là một cái thực tế tu tập chứ không phải nói trong sách vở đó, là cái khi đó người ta nói cái gì đó, bất cứ người ta nói gì từ cái chuyện đời thường cho đến chuyện tu học, ta nói gì mình có lắng nghe không? Cái lắng nghe đó là cái hoạt động của sở hữu tưởng để nó ghi nhận lại cho chính xác mình có làm được cái việc đó hay không, hay là người ta nói chưa dứt câu đó, là cái tâm mình nó nhảy lên một cái, nó muốn hỏi ngược lại hoặc nó muốn hỏi cái chỗ khác. Và trong cái đời thường đó, mình dạy dỗ con cháu của mình á, mà khi mình nói mà nó không có lắng nghe, nó không nhớ mà nó nhảy lên nó hỏi, thì mình biết cái đứa đó rất là cứng đầu và rất là ngã mặt, khó dạy dỗ lắm và khó thành công ở trong đời sống. Cho nên bản thân mình nó phải rèn luyện, bất cứ mình nghe cái gì tập ghi nhận rồi tập trình bày lại cái vấn đề đó tôi có đúng gì không. Khi nó đúng xong rồi đó thì mình phải phân tích nó ra, rồi sau đó muốn phản biện thế nào cũng được, muốn phóng ra hỏi thêm cái gì cũng được, nhưng phải có sự thận trọng, đó là chúng ta rèn luyện cái sở hữu tưởng. Còn bằng không nên nhớ rằng khi nó đứng trong cái vị trí mà nó gọi là tưởng quẩn đây thì cái vị trí nó rất là quan trọng. Tại sao trong 52 cái sở hữu tâm đây, tức là 52 cái hành quẩn đây nè, mà tại sao nó lại được nhảy ra nó đứng riêng? Tại vì cái tầm quan trọng của nó cực lên. Và chúng ta nhớ nè, nó nằm ở trong đó 7 cái sở hữu biến hành này, có nghĩa là 121 tâm đều có mặt nó. Cho nên cái tâm của một cái vị Phật thì trong cái sở hữu tưởng đó, nó ghi nhận, nó không những chính xác mà nó ghi nhận được bản chất của tất cả các sự hiện tượng, thì nó là biến thiên như thế nào, nó biết được cái con đường biến thiên đó, còn bản chất của nó là gì nắm rõ có được. Cho nên cái người thông minh, cái người giỏi giang nằm ở cái chỗ đó, nó ghi nhận được chính xác, nó trình bày để được chính xác, và khi phản biện có cơ sở. Còn không mình nói đùa nói đại rồi mình ghi nhận nó lơ mơ, mình hiểu nó lơ mơ. Và cái này xin thưa không ai cho chúng ta. Mình nói má mình sanh ra mình thông minh là do nhờ má mình thông minh mình mới thông minh theo, không phải đâu. Cái đó là một cái gen, do cái phước báo mà mình thừa hưởng được cái đó. Nhưng bản thân mình đã rèn luyện rồi mình mới có được cha mẹ như vậy. Nhưng mà cũng có những người cha mẹ như vậy mà con chả hưởng được cái gì, không hưởng được gì đâu. Cái đó là do mình, và cái này phải rèn luyện thôi. Cho nên con cái trong nhà mình giáo dục như vậy, khi nó trả lời mình cái gì đó chính xác hay không chính xác, nói rồi con nói gì mà con có thấy rõ không, con có biết rõ không, cái đúng hay sai chỉ rõ ràng. Cái đó người ta không biết thì nói mình khó, nhưng không phải ai cũng dạy được điều này. Bởi vì khi mình dạy nó được cái điều đó, nó sẽ giật mình thấy rằng mai mốt nó không dám nói gì nữa, nó phải thận trọng hơn. Và nó rèn luyện những cái này nè, cái phước báo của nó đi không biết bao nhiêu kiếp. Thì cô có nói bây giờ học trò bây giờ vô phước nhiều hơn có phước. Bây giờ nó có phước á là nó có tiền nhiều, ê, những cái điều kiện về sách vở này kia nọ nó nhiều, cha mẹ nó cưng nó nhiều. Nhưng nó rất là tội nghiệp, bởi vì nó nạn nhân của cha mẹ nó và nạn nhân của kinh doanh giáo dục. Giáo dục được đem ra kinh doanh, và cha mẹ nó thì cái lòng tham không đáy, nó là nạn nhân của hai cái gọng kìm nó kẹp lại cái cuộc đời của nó, có ích lợi gì cả. Cho nên rèn luyện được một con người
và mình rèn luyện được cái năng lực nơi mình đó, mình phải tinh tế, phải chịu khó chịu cực mới được. Không chịu khó, không chịu cực, không làm được gì cả. Bởi vì tất cả những cái gì nó không thuộc về tinh tấn. Tinh tấn trong đời thường cũng như là tinh tấn trong những cái pháp tu tập của mình á, thì đó là nó đi ngược lại với cái đó, nó là giải đãi, nó là pháp bất thiện. Cho nên tinh tấn là phước báo. Đời thường mà người đàn ông hay người đàn bà đều siêng năng là phước báo. Từ cái tinh tấn đó đi vào trong cái tu tập thì chúng ta mới tinh tấn làm tăng trưởng pháp thiện, mà tinh tấn làm lui sụp cái pháp bất thiện. Cái siêng năng là phước báo. Cái giải đãi, cái lười biếng không phải phước báo. Cho nên chúng ta phải rèn luyện, cho nên phải lắng nghe. Vì thấy trên thế gian này có một cái người làm ra tiền nhờ lắng nghe không? Người đó là bác sĩ về tâm lý học. Mình đi bác sĩ phòng khám tư đó, có thể trả có $100 cho 15 phút khám bệnh chẳng hạn. Nhưng mà với người này nó phải gấp đôi rồi. Để chi? Để người ta nghe. Còn giải được bao nhiêu thì chưa biết, nhưng mà cái đặc điểm của một cái bác sĩ tâm lý học là lắng nghe cái người này nói. Biết cách lắng nghe. Thành ra khi chúng ta dạy cho cái tâm chúng ta đó, bất cứ cái gì nghe cho đầy đủ, cho đàng hoàng, hiểu cho rõ, hiểu cho chính xác rồi, sau đó muốn thêm cái gì cũng được, muốn bớt cái gì cũng được, muốn phản biện cái gì cũng được, thì chúng ta có cơ sở vững chắc. Và cái đó là rèn luyện cái gì? Rèn luyện cái sở hữu tưởng đúng. Thì cô có nói có ba cấp Phật là sở hữu tưởng đúng, sở hữu tưởng sai và sở hữu tưởng điên đảo. Và tất cả sai và điên đảo này nằm trong pháp bất thiện, tham sân si. Rồi bây giờ nè, hành tất cả những cái, mình bỏ đi cái thọ uẩn này, cái tưởng uẩn này, thì còn lại 50 sở hữu tâm đó chính là hành. Mà cái sở hữu tâm này là gì? Là bất cứ một trạng thái tâm gì của mình khởi lên nó đều là hành cả. Và những cái trạng thái này khi nó khởi lên á, nó gọi là hành. Bởi vì sao? Vì nó tạo tác nên ý nghiệp. Vậy thấy rõ chưa? Thì tất cả những trạng thái tâm của mình khởi lên đều là hành, đều là tạo tác cả. Cho nên á, mình làm sao để mà kiểm soát, mà soi sáng các cái hành này, thì nó gọi là hành uẩn. Bởi vì nó đi cả cái nhóm. Cái nhóm không những là cái nhóm của tất cả những cái sở hữu đồng sanh của nó trong một tâm, mà những cái tâm này nó còn hoạt động trên cái sắc pháp nữa, cho nên nó gọi là quẩn, là nhóm. Bây giờ chữ thức, thức là có hai cái thức. Thức, cái hiểu nghĩa đầu tiên là 121 tâm. Cái nghĩa thứ hai, thức này là kiết sanh thức, tức là 19 cái thức đi tái sanh. Thì như vậy đó là chúng ta có tất cả là các cái gọi là cái sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì cái này nè, khi nó tập hợp lại trong cái pháp giới này, thì cái căn bản này chúng ta gọi là chúng sinh. Có những chúng sinh nó chỉ có ba uẩn, ai uẩn chẳng hạn, thì vẫn là chúng sinh, bởi vì nó tập hợp làm cái nhóm gọi là chúng sinh. Thì Đức Phật có nói này, cái sắc thọ tưởng hành uẩn này đó, nó không phải của tôi, nó không phải là tôi, nó không phải là chính tôi. Tại vì cái sắc này nó có cái quy luật hoạt động riêng của nó, và tất cả những cái này nó có quy luật hoạt động riêng của nó. Và hai cái này là sắc pháp và danh pháp phối hợp nhau để nó hình thành nên cái đời sống của mình, nó cũng có quy luật hoạt động của nó. Như vậy chúng ta nói thế này, danh pháp, sắc pháp này đó, khi nó phối hợp lên thì nó là một. Một đây á là một cái cuộc sống, một cái cuộc đời, một cái sự sống của một chúng sinh mà mình gọi là mình đây. Thì khi đó nó hợp lại để nó thành ra cái sự sống của mình đây, nhưng mà nó vẫn chia đôi, là nó có sắc pháp, tức là nó có cái sắc thân này, và nó có cái danh pháp. Thì tất cả những sắc pháp, danh pháp này nó hoạt động theo tính quy luật của nó.
và sự phối hợp của nó cũng đi trong tính quy luật của nó. Như vậy tôi ở chỗ nào? Đây là đây cái duyên phấn này của tôi. Tôi muốn ăn cũng được, tôi muốn bẻ thôi cũng được, tôi muốn cho ai được, tôi cũng dài nát được, tất cả tôi toàn quyền sử dụng nó. Do tròn bóp méo thì tôi cũng làm được hết. Nhưng thân này không phải của tôi, bởi vì tôi nhứt răng quá, tôi biểu nó đừng có nhứt nữa, nó không có chịu nghe lời tôi. Nó cảm, nó sổ mũi, nó ho cả đêm, tôi nói mày đừng có ho, sáng dậy ho mới được, bây giờ đừng có ho, nó vẫn ho. Như vậy đó đâu phải là của tôi đâu có làm chủ nó được đâu. Cái tâm này khi tôi buồn quá, tôi chịu không nổi, tôi nói buồn chi nữa, đừng có buồn. Nó đâu có nghe đâu, không có buồn. Phải có cái cách thức nào đó điều phục nó thì nó mới hết. Như vậy nó vận động có tính quy luật. Khi chúng ta muốn chi phối của nó thì chúng ta phải nắm cái quy luật này thì chúng ta mới điều chỉnh nó được. Còn không nắm quy luật không điều chỉnh được. Nên Đức Phật có nói là tất cả những cái này danh pháp và cái sắc pháp này đó là nó không phải của ta. Và khi cái sự hiểu biết như vậy á, nó có nghĩa là ly tham, tức là không có dính vào cái thân này, cũng không có dính vào cái tâm này, cũng không dính vào cái sự sống của danh pháp và sắc pháp này. Và khi mà nó ly tham như vậy đó thì nó mới đi đến cái chuyện mà nó có thể đoạn diệt tất cả những cái đau khổ. Đây là một cái công thức ngắn gọn và tổng quát để cho chúng ta có một cái kiến thức, một cái nhìn chung, chứ không phải là cái nhìn chi tiết. Và chừng nào chúng ta nhìn chi tiết nữa thì chúng ta phải học hỏi sâu nữa, bởi vì khi mình làm mình mới đụng tới chi tiết. Thế là khi mình hành trì trong cái đời sống này mình mới đụng tới chi tiết, thì đụng tới chi tiết, đụng tới đâu chúng ta sẽ giải ra tới chỗ đó. Thì khi Đức Phật nói xong cái điều này rồi đó thì mới nói rằng là khi mà cái người mà ta đã đạt được cái việc này rồi đó, thì ma quân không còn cái chuyện làm nữa. Bởi vì ma quân là thuộc về những cái pháp bất thiện đó. Và nó có sự hoành hành riêng của nó, có tạo tác riêng nó, cho nên nó có thể biến đổi từ một cái con người có cái phước báo về trí tuệ đây á, bị che mờ hết để làm những cái điều mà của người ta nói rằng là làm người mà lòng lan giả sói, làm người mà nói là quỷ dương, nói là ma dương. Thì tất cả những cái điều đó nói lên cái gì? Nói lên là cái hoạt động về tâm thức của người này đó đã cho thấy cái dấu hiệu đó. Một là cái người này từ trong cái thế giới của súc sinh mà đi lên, từ trong cái thế giới của ma quỷ mà về đây. Nhưng mà khi đạt được cái điều này rồi đó thì cái quá khứ nó quá là mạnh mẽ, cho nên nó lại trỗi dậy và nó sẽ đi trở về con đường cũ của nó. Đó là cái hình thành cái sự vận chuyển của tất cả các cái tâm thức mà một cái vị Phật đã thấu rõ rồi và đã chấm dứt, đã ly tham, đã đoạn diệt rồi thì ma vương không có cách gì có thể kết nối được và có thể là làm cho rung chuyển được. Cho nên ma vương nghe xong thì sợ quá biến mất. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali Đại Lâm, chỗ trùng cát giảng đường. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về sáu xúc xứ, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tư tưởng, lắng tai nghe pháp. Rồi ác ma suy nghĩ, Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về sáu xúc xứ, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama và làm mờ mắt các tỳ kheo ấy. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ác ma hét lên một tiếng to lớn, khủng khiếp, dễ sợ như đất bị nứt vỡ. Rồi một tỳ kheo nói với tỳ kheo khác, này tỳ kheo, hình như quả đất này bị nứt vỡ. Khi nghe nói như vậy, Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo, này các tỳ kheo, không phải đất nứt vỡ, đó là ác ma đi đến để làm mờ mắt các ông. Rồi Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói bài kệ cho ác ma nghe. Sắc thanh hương, sắc
thanh vị và hương cùng toàn bộ xúc pháp là thế vật rùng rợn, làm mê loạn ở đời. Đệ tử bậc chánh giác, chánh niệm vượt khỏi chúng, vượt thế lực ác ma như mặt trời chói sáng. Thì chúng ta biết đó, cái hoạt động mà tạo nên cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, nó nằm trong ở cái phần tử đại diện này đây. Cái đại diện đầu tiên á, mà chúng ta nói nó thuộc về cái lộ ngũ đó là mắt, rồi tai, rồi mũi, rồi lưỡi, rồi thân. Tức là nguyên cả cái thân thể đây đó, thì chúng ta nói đến mắt, nói đến cái tai, nói đến mũi, nói đến lưỡi, đến thân. Tại sao vậy? Là bởi vì nó giống như là những cái mà nó hiện ra để nó lãnh những cái hoạt động đầu não hết. Tức là giống như năm cái vị trí, và những cái vị trí này là quan trọng để mà nó hiển lộ cái hoạt động của một cái đời sống. Và một cái vị trí đặc biệt nữa đó, chúng ta không có thấy nó hiện ra rõ ràng, nhưng mà sư cô nói là nó di chuyển lên tất cả toàn bộ cái hệ thần kinh của chúng ta. Thì tất cả cái ý, tức là những cái gì mà thuộc về tâm của chúng ta, khi nó hoạt động thì con đường di chuyển của nó là toàn bộ cái hệ thần kinh của mình. Vì vậy đó mà khi dùng cái chữ xứ đây đó, thì chữ xứ này có nghĩa là cái nơi chốn, là cái vị trí, là cái điểm, là cái chỗ, thì người ta dùng cái đó là xứ. Thì như vậy sáu cái căn này nó là cái nơi chốn, là vị trí, là cái xứ. Thì đằng sau lưng của nó, tức là mình nói là nó một cái sắc thô và một cái sắc tế. Cái sắc thô nó gọi là phù trần căn, tức là cái gì nó nổi lên để cho mình thấy rõ được. Và có những cái nó ẩn chìm ở bên trong thì nó gọi là tịnh sắc căn. Thì cái phù trần căn này á, ví dụ như con mắt mình thì ai cũng có con mắt này. Và tất cả những cái mà nó cấu tạo nên cái con mắt này đó, thì nó có là tròng mắt, tròng đen, tròng trắng, con ngươi, võng mạc, vân vân. Thì đằng sau nó, để cho cái cơ quan này làm được á, làm việc được á, thì nó có cái thần kinh thị giác. Cái cấu tạo nó gồm có hai phần, cái cơ quan thị giác và thần kinh thị giác. Thì cái cơ quan thị giác này đó, cái hình thể của nó và cái chất lượng của nó nằm trong quả nghiệp của mình. Cho nên sư cô mới nói là cái con mắt nó sống được bao nhiêu và nó hoạt động được bao nhiêu do phước của mình. Sư cô quen với bác đó, năm nay đó là 80 tuổi rồi. Bây giờ con mắt của bác tốt lắm. Thì cô mới hỏi bác làm sao mà giữ gìn tốt như thế. Bác nói đâu có biết đâu mà giữ gìn. Bị một cái tai nạn xảy ra tưởng chết rồi, mà lúc sống lại thì cho tới bây giờ con mắt nó sáng không thể tưởng được. Đó là cái phước báo. Còn có người thì đứng đằng sau cái xe nó lùi lại, té ập xuống cái, thì bây giờ cho tới 3 năm nay thì bây giờ cái thần kinh thị giác nó hư luôn. Còn mình không bị cái tai nạn gì hết, nhưng mà có khi con mắt của mình nó mờ ở cái tuổi nào chưa biết được. Rồi khi giờ cuối cuộc đời mình nó lòa luôn cũng không biết được. Thì sư cô nói là nó là quả phước của mình. Thành ra nó ở trong cái thân thể mình được bao lâu là do cái quả phước của nó. Cho nên có những cái tai nạn xảy ra, người ta mất một con mắt, cái này hư luôn hai con mắt, không nói được. Thành ra cái hình thể mà nó cấu tạo đó là quả nghiệp. Cái thần kinh để mà nó hoạt động trong mắt, nó cũng là quả nghiệp. Chứ cô gặp một cháu đó 7 tuổi đi chữa mắt. Ông thầy này rất là giỏi, nhưng mà ông nói bó tay rồi. Cháu bị một cái bệnh về mắt đó, thì cái từ dân gian nó gọi là bị bệnh thông manh. Thế là con mắt của cháu nó bình thường, không có gì hết đó, nhưng mà nó từ từ nó không thấy được. Nhìn vô không thấy, con mắt nó bịt, nhưng mà nó cứ mờ lần nó không thấy. Thì cái thần kinh của nó có thể nó bị khô, mà ta không có cái cách gì để chữa trị. Thì như vậy cấu tạo của hai cái này, một cái thô và một cái tế này đó, nó đều là quả nghiệp. Cho nên vì cái chỗ này mà sư cô nói cái giới thứ 5 đó,
Thì khi mình ngâm tẩm cái bộ thần kinh của mình vào rượu, vào ma túy, vào sắc dục, vào tất cả những gì mình đắm đuối vào trong đó, thì nó bị nhiễm độc rồi. Tại như vậy nó bị tổn thương rồi. Thì đời sau chúng ta sanh ra nó muốn làm cái chuyện tốt hơn khó lắm. Muốn học chữ nghĩa bình thường với người ta, chữ ở nơi mình ở nơi. Muốn học một cái nghề để cho giỏi giang ra, không thể nào nắm bắt được. Nói chi mà tới học pháp. Thành ra khi đời này mình sử dụng nó, mình ngâm tẩm nó vào nó bệnh hoạn, mình tưởng nó bệnh hoạn chỉ có kiếp này thôi, chết rồi lấy đồ mới xài, không. Chúng ta nhớ rằng chúng ta sinh ra là người thừa tự cái nghiệp của mình. Vì vậy những gì mình gieo rắc làm hủy hoại cho cái sức khỏe của mình, đặc biệt là cái hệ thần kinh của mình, thì cái chuyện này nó sẽ đi dài dài. Bởi vì đằng sau tất cả các cái căn này thì điều nó là cái tỉnh sắc căn, tức là cái sắc thần kinh nó điều khiển ở bên trong. Thì khi con mắt này mà nó tiếp xúc với cái cảnh ở bên ngoài, thì cái cảnh này nó xuất hiện thì có thể giống nhau, nhưng mà khi mà nó lọt vào trong cái tầm mắt của mình á, thì nó là cái cảnh riêng của mình, tức là nó là quả riêng của mình. Bây giờ mình học chung trong lớp này á, thì mình nhìn mặt ai mình cũng thấy quen hết, tại vì học chung rồi thấy quen hết rồi, biết hết rồi. Nhưng mà cái người nào mình chọn để mà làm bạn, để học pháp với nhau, để tu tập với nhau, có thể chia sẻ được với nhau, thì đó là cái cảnh riêng của mình. Thì như vậy người này là quả nghiệp của mình. Cũng như quý vị chọn một cái người bạn đời của mình, thì bao nhiêu cái bạn bè mình giao tế, mình quen biết, thì cuối cùng mình chọn người này làm người hôn phối của mình, thì giờ đây cái người này chính xác là quả nghiệp của mình. Và khi mình chọn về thì giữa đôi bên á, nó có đi qua, nó có đi lợi, mắt thấy tai nghe nè, đó nó mới đi qua đi lợi, rồi bắt đầu thì cái xúc nó mới phát sinh lên. Và khi nó đi qua đi lại như thế này, cái nó thuộc về trong cái tiền kiếp của mình nó khởi sanh lên đó, là năm cái thức này nó phát sanh lên, năm thức thiện và thức bất thiện phát sanh lên. Cho nên khi các căn tiếp xúc với các trần, hay là sáu cái xúc xứ này đó, tiếp nhận như các đối tượng cũng thuộc về xứ của nó, thì khi mà nó tiếp xúc như vậy, cái thức này phát sanh, thì có nghĩa là chúng ta đang đón nhận tất cả những quả nghiệp của mình. Vì chúng ta đón nhận bằng thức quả, đâu có đón nhận cái gì mới đâu. Như vậy các căn chúng ta là quả nghiệp. Khi chúng ta tiếp xúc với cảnh, có thể là cảnh mới, nhưng mà khi mình đón nhận nó, thì cái người mà để ra đón nó chính là năm cái thức quả này, năm thức quả thiện hoặc năm thức quả bất thiện này. Thì như vậy nó thuộc về quá khứ rồi, nó thuộc về tiền kiếp rồi, đón nhận bằng thức rồi, thì cái xúc nó khởi lên, những cảm xúc nó sẽ khởi lên. Và khi những cái cảm xúc này khởi lên á, là nó bắt nguồn từ trong cái quả nghiệp. Quả nghiệp nó nằm ở nơi các căn này, nằm ở cái phù trần căn, nằm ở tịnh sắc căn. Và khi nó đưa vào như vậy đó, thì cái thức này nó nằm dưới quả, thì cái xúc này nó phải đi trong cái nghiệp cảm của nó, không thể nào thoát được cả. Cho nên chúng ta cuốn theo cái nghiệp cảm. Và cái nghiệp cảm nó nằm trong cái cảm xúc, do đó mà nó chưa phải là có cái trí tuệ. Chừng nào chúng ta có sử dụng trí tuệ thì chúng ta mới soi sáng được. Còn những cái cảm xúc khi nó khởi lên là nó đi theo cái dòng nghiệp của nó. Tất cả những gì nó có trong tâm của mình, nó nằm trong luồng nghiệp thiện và luồng nghiệp bất thiện, thì nó đều có một cái lực của nó. Và cái nghiệp cảm này nó đi theo cái nghiệp lực của nó, tức là cái sức mạnh của nghiệp. Nó sẽ làm chổi dậy, làm tăng trưởng những cái đó. Nhưng mà cái lúc nó trỗi dậy như vậy đó, chúng ta có thấy hay không? Nhớ nha, cái tâm mình nó chảy xuyên suốt như vậy, nhưng mà không phải nó không có sinh diệt. Nó luôn luôn có sinh diệt, có sinh diệt, có sinh diệt. Vì vậy mà nó có thể cắt, và nó có thể đan xen vô.
Như vậy nó vẫn diễn ra mà chúng ta vẫn có thể soi sáng. Và khi chúng ta rèn luyện được cái sự soi sáng này thì cái đó mới đích thực là chúng ta đang phát triển một cái đời sống tâm linh. Còn không đó, khi nó tạo tác ra những cái cảm xúc thuộc về nghiệp cảm này là chúng ta chỉ đi theo nó để mà chúng ta thọ hưởng nó mà thôi. Chứ chúng ta không có soi sáng nó được. Chúng ta bị những cái hấp lực của nó lôi cuốn, nó quyến rũ và nó tạo nên những cái cảm xúc hưng phấn để chúng ta cảm thấy vui đó, thấy mãn nguyện lắm. Thì chúng ta không biết rằng những cái cảm xúc này, những cái hưng phấn này, những cái làm như những cái chất men say mà nó quyến rũ chúng ta đó, chúng ta đâu có hiểu rằng nó là cái tâm tham thọ hỷ mà mình không nhận biết được. Thì đó là nói đến các cái xứ, các cái căn chúng ta tiếp xúc. Thì cái này sư cô có giảng rồi, đây là chúng ta lặp lại, có cơ hội thì chúng ta lặp lại để thấy những cái hoạt động nó đi là như thế. Thì khi mà nói như vậy thì tất cả những cái này nè, mà khi chúng ta tiếp xúc rồi thì cái thức mà khi nó phát sanh lên đó, thì chúng ta nhìn đây, ủ sông thức nó phát sanh lên. Khi nó phát sanh rồi đó thì là cái tâm mà nó tiếp thu cái đối tượng đó, nó tiếp tục rồi xong sau đó nó thì nó quan sát cái đối tượng. Mà cái quan sát đối tượng này nó không phải là cái dạng quan sát mà thuộc về hành thiền, mà nó đương nhiên là nó thấy biết. Cũng như bây giờ là sư cô có ví dụ như thế này. Bây giờ mình coi mắt mình giống như một cái công ty, thì khi cái đối tượng nó xuất hiện đó, thì khi nó xuất hiện thì cái cửa của cái công ty này là cửa tự động, tức là khi mà cái đối tượng nó bước tới đâu thì cái cửa tự động nó mở ra. Thì khi mắt chúng ta thấy cảnh thì nó tự động giống như cái màn hình vậy, nó tự động nó mở ra để nó đón cái đối tượng đó rồi. Thì chúng ta thấy nó đi trình tự thế này, đây là quy định của công ty. Nếu mà những vị khách nào đến cái công ty này mà mặc những cái quần áo màu sáng thì có một cái người tiếp tân bận một cái bộ cơm lê trắng ra để tiếp khách. Còn như khách mặc những cái màu tối thì có một cái vị tiếp tân đó mặc bộ cơm lê đen ra để tiếp. Thì như vậy chúng ta thấy nè, khi cái đối tượng này nó xuất hiện, nó cắt ngang cái dòng hộ kiếp rồi đó, thì cái kháng ngũ môn này, tức là các cái căn này nè, nó sẽ mở ra. Nó mở ra một cách tự động, giống như cái cửa của cái công ty vậy đó. Hãy bước tới cách nó một thước thì nó tự động mở cửa cho mình vô. Rồi xong đàng hoàng đó là cái ngũ song thức. Ngũ song thức này đó chính là cái người tiếp tân. Nếu đây là cái quả thiện thì cái người tiếp tân bận bộ cung lê trắng ra tiếp, tức là cái thức thiện nó sẽ có mặt để nó tiếp nhận. Còn nếu như cái người khách tới mà mặc những cái màu tối thì cái người tiếp tân bận bộ cung lê đen ra để tiếp, tức là những cái thức bất thiện nó sẽ xuất hiện để nó tiếp nhận vô. Cho nên ngay chỗ này nè, cái thức này có thức thiện và thức bất thiện. Thì khi nó dẫn vào rồi đó, thì khi nó đưa vào để cho một cái người nữa đó, nó đón ngoài cửa xong nó mới chuyển cho một người nữa để dẫn vô một cái văn phòng. Thì cái người tiếp thọ này đó, nếu như đây là khách mặc bộ đồ đen thì cái người tiếp tân mặc bộ đồ đen, thì cái ông mà tiếp dẫn cái người này đó để đưa vô cái văn phòng trắng này đó, thì cái ông đó cũng phải mặc bộ đồ đen luôn. Tức là nếu đây là thức bất thiện thì tiếp thọ cũng bất thiện, mà nếu thức thiện thì tiếp thọ cũng thiện. Như vậy cái ông tiếp tân mặc bộ đồ trắng thì đưa tới cho cái ông mà tiếp dẫn để đưa khách vào trong cũng phải bận đồ trắng. Còn cái ông mà tiếp dẫn những cái khách mà bận đồ mà cái người này bận cơm lê đen để tiếp khách mặc đồ đen đó, thì cũng đưa tới cho cái ông dẫn vô mặc đồ đen. Tức là nó có hai cái hệ rõ ràng như vậy. Thì đi vô cái ông này đó thì ông quan sát. Ông quan sát đó, thì ông thấy đó, cái người này đen hay người này trắng, ông quan sát ông thấy. Ông chỉ thấy vậy thôi. Ông thấy rồi đó thì ông ghi là đen, ghi là trắng. Rồi mới đưa qua một cái bộ phận. Cái bộ phận này mới là bộ phận quyết định đây. Cái bộ phận quan sát là bộ phận quyết định đây. Thì đi tới cái ông này đó, thì ông sẽ nói nè, cái này là đen
cái này là trắng, nhưng mà mình đó là thích cái nào. Thì có khi đó chính cái ông này đó, ông này đó, ông phân đoán này nè, ông lại thích đen thì nó gọi là phi như lý tác ý, mà ông thích cái màu trắng thì nó là như lý tác ý. Nhưng mà đây là công việc của trí, tức là nó có cái phân tích và nó có cái phán đoán ở đây. Nhưng mà phân tích phán đoán ở đây á, nó có hai cái bộ phận mà nó thực hiện công việc này. Cái bộ phận thứ nhất nó là cái sở hữu tưởng, cái bộ phận thứ hai là thuộc về trí tuệ. Nếu như mà mình có nhiều phước báo, cái năng lượng lành của mình nhiều hơn, thì mình sử dụng cái sở hữu tưởng đúng và nó có kết hợp với trí tuệ, thì nơi đây nó sẽ là như lý tác ý, và cái chỗ này nó sẽ diễn ra là phát hiện có trí, hoặc là đây là trí tuệ của một cái bậc mà đã coi như là đã có được cái phước báo mà đã thiện trí, nó thuộc về trí tu. Nó đi như thế. Còn nếu như mà cái người này nó không có đủ phước á, thì cái tưởng này nó cũng sẽ là tưởng sai, nó là tưởng điên đảo, còn trí tuệ nó che rồi cho nên nó không xuất hiện được, thì đây nó sẽ là phi như lý tác ý, và đây là nó hành động sai, nó tạo cái nghiệp sai, nó tạo cái nghiệp xấu gì, nó đi con đường như thế. Thì cái chỗ này thì khi Đức Phật có nói thế này: sắc thanh vị và hương cùng toàn bộ xuất phát là vật thể, thể vật rùng rợn làm mê loạn ở đời. Như vậy khi những cái đối tượng này, đầu tiên đó, tất cả chúng ta bị cám dỗ bằng cái tịnh tướng của nó. Nhưng mà cái bản thể của nó thuộc về bất tịnh tướng. Cái tịnh tướng đó là một cái vị tỳ kheo này đó, là khi đi xuất gia mà làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất cho cái đệ một hành quản được, mà đến khi ông ngồi ông nhìn cái hoa sen nở ra đẹp quá, rồi ông nhìn cho đến khi mà chiều tà đó, cái bông sen nó tàn rồi, thì ông đắc quả là ha. Tại vì tiền kiếp ổng á, ổng là người thợ kim hoàn, người thợ bạc, cho nên là khéo tay, mà con mắt nó tinh tế, mà nó là khắng khích với cái vẻ đẹp. Cho nên á, là người này đó muốn thấy cái đề mục của mình là cái tịnh tướng. Tịnh tướng, nhưng bản chất của nó là bất tịnh tướng, bởi vì vô thường thì tất cả những cái đẹp rồi nó sẽ bị hủy hoại. Cho nên ông nhìn từ cái tịnh tướng cho đến cái bất tịnh tướng, và ông thấy được cái vô thường này nè, cho nên mới đắc quả A-la-hán. Thì như vậy tất cả chúng ta đều bị cám dỗ bởi cái tịnh tướng mà chúng ta không thấy bất tịnh tướng. Bây giờ chúng ta thấy mình đang sống với cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, thấy vui vẻ quá là đang thấy cái tịnh tướng. Một ngày trong cái gia đình mình có người ra đi, hoặc bản thân mình sẽ ra đi, lúc đó mình mới thấy cái nào là cái gì. Thì lúc đó mình chỉ có cái đau khổ mà thôi. Thì khi mà mình không có hiểu biết á, thì tất cả những cái căn này và những cái cảnh này nè, chúng ta bị cuốn hút vào đó. Nếu cái này nó là tịnh tướng đó, thì chúng ta nối kết với nó, là nối kết với nó, và chúng ta đó muốn gắn bó với nó lâu dài để chúng ta được hưởng thụ và tái hưởng thụ. Nếu nó bất tịnh tướng á, thì chúng ta bất mãn, chúng ta không hài lòng. Thì hai cách ứng xử này, cách ứng xử thứ nhất là nó thuộc về tham ái, và cách ứng xử thứ hai nó thuộc về sân. Và khi chúng ta không nhìn ra cái này thì có nghĩa là toàn bộ cái này nó gắn kết với si. Ba cái tham sân si đầy đủ hết thì nó phải đưa đến cái sự mê loạn, nó đưa đến cái luân hồi, và nó cứ diễn ra không ngừng. Và nó chỉ có hai cái nhánh đó. Một là nó đưa cái sự hài lòng của chúng ta lên, và khi cái sự hài lòng không có thì nó sẽ đi xuống với cái độ sâu của nó, và nó đưa lên cái đối cực của nó là đau khổ.
Cho nên cái mặt tiền của nó là tịnh tướng, mà cái mặt hậu của nó là bất tịnh tướng. Vì cái chỗ vô thường này cho nên mới có khổ. Họ. Và tất cả thân chúng ta, tâm chúng ta đây, nó đều là vô ngã, bởi vì nó hoạt động có tính chất quy luật của nó. Nó không thuộc về cái ý chí của mình, nó không thuộc về ước muốn của mình, mà nó dẫn động trong tính quy luật của nó. Và khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta mới có thể điều phục nó. Có một cái phương pháp, cái cách thức để điều phục, chứ không phải nó theo ước muốn hoặc theo lời cầu nguyện của mình. Nó không có cái điều đó. Cho nên mới nói là đệ tử bậc chánh giác, chánh niệm vượt khỏi chúng, vượt thế lực ác ma như mặt trời soi sáng. Ở cái này sư cô giảng nhiều lần rồi. Để mà đi ra khỏi cái tịnh tướng và cái bất tịnh tướng này đó, thì chúng ta phải có cái nhìn soi sáng. Và cái này đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm tỉnh giác đây. Và cái này nó có một cái từ ngữ nữa đó, mình dùng cái huệ nhãn để soi sáng. Huệ nhãn đây còn gọi là thiện trí. Thiện trí thuộc về trí tuệ. Chúng ta phải soi sáng, chúng ta phải xem xét. Và khi chúng ta xem xét cái tỉnh tướng mà chúng ta đang trông thấy đây, chính là cái quả thiện của mình nó đang khởi sanh. Quả thiện trổ bao nhiêu thì chúng ta cũng thọ hưởng vừa phải mà thôi, đúng pháp mà thôi. Còn cái mà bất tịnh tướng đây đem lại sự không hài lòng, đem lại sự khó chịu, sự bất hạnh cho mình, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là quả bất thiện. Và cái cảm thọ này nếu chúng ta nuôi dưỡng nó thì nó sẽ tiếp tục cái pháp bất thiện nó. Cho nên chúng ta sẽ soi sáng nó. Tốt thì nó hiện ra sao, xấu thì nó hiện ra sao, tốt vận hành như thế nào, xấu vận hành nó như thế nào. Nếu chúng ta nắm rõ cái quy luật của nó thì chúng ta đây là cái người ghi nhận được những cái hiện tượng xảy ra, ghi nhớ được nó, và đồng thời đó chúng ta soi sáng được nó. Thì như vậy, chỉ có như vậy mới thoát ra thôi. Còn không đó là cái cuộc đời chúng ta đó, nó nằm ở trong cái quả lắc, nó kéo qua đây á, thỏa mãn cái tham, hoặc là nó kéo qua đây là cái đau khổ của cái sân, và nó cứ lắc lư cái cuộc đời của chúng ta đi hai chỗ đó mà thôi. Được thì vui, mất thì buồn, khen thì vui, chê thì bực. Nó cứ nằm trong tám cái ngọn gió đời đó đó, mà nó cứ thổi suốt trong cái cuộc đời của chúng ta, và chúng ta bị xoáy trong tám cái ngọn gió đời đó mà không ra được. Chỉ khi nào chúng ta soi sáng nó chúng ta mới ra được. Và soi sáng bắt đầu bằng cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác. Đó là bước đầu tiên, bước căn bản trong cái thiền Vipassana, mà nó là cái phương tiện để cho chúng ta có thể soi sáng các pháp đang diễn ra trong tâm của mình. Thì Đức Phật mới nói rằng khi mà những cái người mà đệ tử của bậc chánh giác thì chánh niệm và vượt khỏi tất cả những cái sự cám dỗ của cái ngũ dục này, cũng như tất cả những cái gì mà thuộc vào cái ý mà nó bất thiện, thuộc về tham sân si, thì cũng soi rõ nó, thì thoát ra được rồi, thì ma vương không có làm gì được. Khi phát hiện ra như vậy thì ma vương biết rằng là mình càng ở lại chừng nào, càng nói chừng nào, thì cái bộ mặt của mình nó hiển lộ rõ ràng chừng đó, cho nên tốt hơn là biến đi, để rồi cơ hội khác đó mình mới hiện ra khác nha. Nên cái này để nói thêm cho quý vị hiểu. Chúng ta sinh ra đó, ai cũng có nghiệp thiện và bất thiện. Nếu mình có phước báo, mình sống chung với những cái người, đặc biệt là chồng vợ, con cái, cha mẹ, anh em, nếu cái phước mình có đó, thì cái phần thiện của những người chung sống của mình nó phát sinh. Còn nếu cái phước mình không có đó, là nở chung với cái người mà cái pháp bất thiện nó nặng quá đó, thì nó y như ma vương nè. Nó nói mà nó thấy không được là nó biến mất. Nó đóng cái giai đạo đức liền, rồi nó chờ cái cơ hội nó xuất hiện, nó đục tiếp theo. Nó đục riết như vậy cho đến khi nào đó là cái thành trì của pháp thiện của mình bị vỡ toan rồi đó, thì ma vương mới chiếm lĩnh.
Cho nên cha mẹ mới nói vậy. Con gái tôi đây, cái tánh nó hiền mà nó chân thật lắm, mà nó lấy chồng nó gặp cái thằng nó xảo quyệt quá, bây giờ tôi nó nói cái gì tôi cũng sợ, tôi không dám tin đâu. Chuyện đó đúng. Hoặc là nói con trai của tôi nó không có cái tánh như vậy, nó không có bòn rút cha mẹ, mà sao bây giờ tôi thấy nó bòn rút, nó hèn hạ quá. Con vợ nó tham tiền quá mình mới ra cái cảnh này. Đúng. Ma Dương nó đục từ lần. Và nên nhớ rằng cái chiêu của Ma Dương ấy, thể mà nó sắp lòi ra cái mặt thật của nó rồi là nó quay cái lưng lại, là nó trở cái mặt đạo đức ra rồi. Nó nói lời phải, nó nói lời nhân nghĩa, nó nói cái lời về trung thực, cái lời thủy chung vân vân. Nó đóng kịch rất là hay. Rồi nó chờ cơ hội đục phép, nó chờ cơ hội đục phép. Cho nên không phải một ngày, không phải một giờ. Nên người ta sống chung với nhau đó, thể có cái phước báo đó, thì người ta tăng cái tánh tốt của hai bên lên. Mà nếu không có phước báo đó, thì cái người này sẽ bị cái người mà có nhiều cái tánh xấu đó, nó sẽ giống như mực để nó lan lận. Bị. Cho nên đừng có tưởng là đó, cái sống chung với nhau đó, là nó đều đem tới cái lợi lạc. Có khi nó hủy hoại hết một cái cuộc đời của mình nhìn không ra đâu. Nhìn không ra đâu. Chúng ta có cái bệnh nể nang, có cái bệnh nó sợ mất lòng người khác, rồi thêm cái ái nhiễm của mình nữa, cho nên nó che phước hết, không nhận ra được. Không nhận ra được cái tiếng nói của Ma Vương. Mà nó càng ngày như vậy, nó nhiễm lần. Giống như hồi xưa mà cái nhà cầu nó còn có mùi đó, người ta phải ở dưới quê, người ta phải đào cái hố phân đó, người ta đi đó. Thì vô là nó hôi lắm, nhưng mà ngồi hơi nó hết thôi. Thì nó nhiễm rồi, nó quen rồi, thì hiểu chưa? Thì chúng ta sống chung, chúng ta thiếu phước đó, thì chính những cái người mà họ có cái khuynh hướng xấu đó, họ lôi cuốn. Còn nếu như mà mình có cái phước báo đó, thì mình sẽ cảm hóa được người ta. Nhưng mà phần lớn là chúng ta không có cảm hóa được, mà phần lớn chúng ta bị nhiễm. Cái đó là cái mà chúng ta phải xem xét lại. Cái xem xét đó, khi mà chúng ta khởi đầu đó trong cái tu tập, nó chính là chánh niệm và tỉnh giác. Còn trong cái đời thường đó, chúng ta dùng cái sự hiểu biết về giáo pháp của chúng ta đây. Cho nên nếu mà chúng ta không có pháp học, chúng ta không có pháp hành, thì tất cả những gì chúng ta ứng xử đây, nó đều nằm trong cái tiền kiếp mình hết. Bởi vì khi nó nối kết với cái hậu kiếp, thì cái vốn liếng trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã ứng xử ra sao, thì bây giờ nó tiếp tục trong cái này. Còn nếu chúng ta có học, chúng ta có tu tập, thì chúng ta mới có được cái mới để mà sửa đổi nó ứng xử vô. Còn không, rất khó. Cho nên con người ta đó có cái khả năng thay đổi, bỏ cái xấu đi làm cái tốt. Có cái khả năng đó. Nhưng khả năng này có thể thực thi được hay không đó, là nó phải có cái lực. Nó không có lực bó tay. Có khi mình biết rất rõ rằng chuyện này không đúng, nhưng mà thôi, nếu mà không chiều theo người ta thì làm sao được. Mình ở trong một cái chỗ làm việc cũng như vậy, mình muốn trong sạch cũng khó lắm mà. Mình ở trong một cái gia đình đó mà mình muốn trong sạch cũng khó lắm mà. Mình ở trong một cái nhà chùa đó mình muốn trong sạch cũng khó lắm mà. Mình ở chung với một bậc sa môn cũng khó lắm mà, chứ ở chung với những người không phải sa môn là nhiều lắm mà. Thời nào cũng vậy mà. Cho nên mình biết làm sao, mình chỉ có biết là bây giờ mình học hỏi giáo pháp, thì mình gìn giữ được bao nhiêu thì mình giữ, mình phát triển được bao nhiêu mình phát triển. Chứ muôn vàng những cái thứ Ma Dương nó lôi mình xuống, không có dễ chút nào. Mình được chút xíu phước này đó, thì những cái thiếu phước khác đó, có thể nó nhiều hơn. Chứ nó không phải xuất gia rồi là hết bị cám dỗ đâu. Có khi cám dỗ nó tinh vi, nó khéo léo hơn và nó nhiều hơn nữa. Chúng ta nhận không ra. Ngay cả Phật tử đi cúng dường cũng không biết rằng là cái người mà nói với mình đây đó, người ta nuôi thân chánh mạng hay không nuôi thân chánh mạng, cũng không có nhìn ra. Không có nhìn ra.
nhìn sao ra nổi. Ma Dương có nhiều cách hết sức là khôn hết. Nó nhớ đó, vừa động là nó biến mất. Rồi nó sẽ có một cái khuôn mặt khác để cho mình có một cái niềm tin, rồi sau đó nó mới trở mặt. Rồi nó lại giấu đi, rồi nó lại trở mặt. Đó là những cái bài kinh này lặp đi lặp lại, hãy mỗi lần Ma Vương nói cái gì mà Đức Phật chỉ rõ ra là nó lập tức biến mất. Nó không đứng đó cãi trời cãi cối. Bởi vì sao vậy? Nó biết rằng cái chiêu này thua rồi, bây giờ phải về để kiếm cái chiêu khác, lần khác xuất hiện, xuất hiện cái chiêu mới hơn mới thành công. Không cãi trời cãi cối đâu. Thôi, chúng ta ngừng ở đây và lần sau đó chúng ta ôn lại cái phần mà gọi là đoàn thực đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu các thân chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biển thấp nơi cây bồ đề, chúng con xin hỏi học về sẽ dùng pháp thi tiền về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩm máu phước hành hạ xa, tùy tu trắng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ lòng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn dân kiều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh vốn loại không đường hoãn thai thăm hoa khi lương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, tạm hạ những khổ chuyện quanh đoà đầy, cầu cho ưng thành lâu dài phát triển trí thức các ngày mở mang, phật tu xin được bình an, cầu cho tâm chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y phật rồi, xin cho cả thảy chúng con ân hoa trong pháp phật nơi giáo truyền hồi hướng sau cùng. Chư thiên trong tịnh xá nơi đền tháp bồ đề, hoàng du sư đó đây được cúng dường pháp thi, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xá này, thì theo tượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các phật thủ lãnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, ai sinh cùng ẩm sinh, pháp sinh hoa sinh trùng,
do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, quyền pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được đi như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo khuyết. Hồi hướng công con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh gọi mừng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện về quá bản trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ cao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an cư, chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, việc làm từ khẩu ý thân hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý chủ y đàn đô nha y đàn hô tu su di đà tu nha đa yo y đàn đô nha y đàn hô tu su di đà tu nha đa yo y đàn đô nha y đàn hô tu su di đà tu nha đa yo y đàn ba la me bốn nha a sa Thank you.